chương 2141, chờ chết chịu chết muốn chết. Nhìn trước mắt vĩnh dạ các dạ huyền có chút thất thần, phẳng phất đã qua toàn bộ. Đều ở đây trước mặt hiện lên, hắn đã từng tại nữ đế cung ở qua một đoạn thời gian, nơi này có. Rất nhiều hắn dấu vết, này vĩnh dạ các chính là một, chỉ là không quá nghĩ đến. Thường tịch sẽ đem lưu lại, bất quá lưu lại cũng đúng, lúc này mới phù hợp thường tịch năm đó. Tính tình, tựa như lần kia tại thiên vực chi môn. Không cũng nói muốn giết nàng người yêu nhất hai lần sao, nàng không thay đổi, nàng vẫn ưa. Thích hắn nhưng vẫn là phản bội hắn, đây chính là đáp án, chỉ là một cũng không hoàn chỉnh đáp. Án, Dạ Huyền trừ muốn thanh lý môn hộ ở ngoài. Còn muốn đem năm đó sự tình điều tra rõ, bởi vì theo hắn biết. Này trừ Cửu Sắc bóng người ở ngoài. Còn có người khác chen tay vào, lão Sơn chính là đối tượng hoài nghi một trong, đây cũng là vì sao trước hắn đi thiên uyên phần địa sau sẽ cùng bắc giao thần vũ liên thủ trấn một lớp lão sơn duyên cớ nguyên lai nàng lại là dạ đế lão gia phu nhân lúc này vô mao nhục kê mới biết tầng quan hệ này có thể lập tức lại nói nói cách khác nàng phản bội dạ đế lão gia vô mao nhục kê trong con ngươi lóe ra hừng hực tức giận đi thôi dạ huyền cười nhạt một tiếng trước tiên cất bước đi vào vĩnh dạ các trong càn khôn lão tổ cuồng nô vô mau nhục kê theo sát sau vừa vào vĩnh dạ các liền cảm nhận đến từng cổ một hắc ám tập kích tới phảng phất thật tiến vào vĩnh dạ đây dạ huyền năm đó lưu lại dạ huyền nhẹ nhàng trong nháy mắt ầm chỉ một thoáng hắc ám giống như là thủy triều trào lui ngay sau đó vĩnh dạ các bảng hiệu trực tiếp nổ nát vụn ra hóa thành phấn vụn nghe được âm thanh nữ đế cung tu sĩ trong lòng run sợ Căn bản không có người dám đi điều tra là tình huống gì? Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu xin ma đầu kia sớm đi ly khai đi, dọc theo đường đi dạ. Huyền thấy qua rất nhiều có bản thân giấu chân địa phương. Hủy diệt nữ đế cung đi qua nửa sau, phía trước rốt cục có chặn đường người, người nọ là một vị thân hình còng lưng lão nhân. Lông mi dài rủ xuống đất, mặt mày chen làm một đoàn, theo lý mà nói như vậy lão nhân lộ ra rất thấp mới đúng, nhưng lão nhân này hết lần này tới lần khác lại thân. Cao hơn hai thước, sau lưng còn có một khối hắc sắc vỏ rùa, lúc này, đồ sộ còng lưng lão nhân. Nhìn dạ huyền, trong thần sắc mang theo phức tạp, huyền hoàng đại thế giới đỉnh châu vạn long. Hồ lão tổ, thiên thọ đại thánh, một vị đại thánh cảnh tầng thứ bảy tuyệt thế tồn tại, mới. Gặp lại dạ huyền, thiên thọ đại thánh không có lúc trước từ trên cao, cũng không có cái loại này miệt thị sát cơ, người trung quy phải vẫn là tới thiên. Thọ đại thánh thở dài, dạ huyền không có dừng lại. Như trước đi về phía trước, thiên thọ đại thánh thấy thế. Ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái, hắn tự diễu cười nói, cũng vậy. Ta hiện tại có thể không có tư cách cho ngươi dừng chân, nhưng... Ngăn không ngăn cản được, trung quy được cản một chút mới phải, đang khi nói chuyện. Thiên thọ đại thánh thân hình đang không ngừng bành trướng, ầm bất quá là trong chớp mắt liền thấy thiên thọ đại thánh hóa thành một đầu che khuất bầu trời hắc sắc lão quy gào thét hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét nữ đế trong cung tu sĩ đều thấy đầu kia thật lớn hắc sắc lão quy là thiên thọ đại thánh lập tức liền có người nhận ra thiên thọ đại thánh bản thể hắn muốn ngăn trở vị kia tân đế sao có lẽ không thể nào đâu dù sao liền đế tướng các đều bại có người ở thất lạc nói thầm, bội cảm phiền muộn, liền đế tướng cũng không đỡ nổi tân đế. Thiên thọ đại thánh bất quá đại thánh cảnh thất trọng. Lấy cái gì đi cản, không có ai cảm thấy thiên thọ đại thánh có thể đỡ nổi, ấm. Thiên thọ đại thánh hóa ra bản thể sau, mở ra cái kia chiều dài lợi chảo chi trước. Đánh về phía dạ huyền, này, thương khung đều bị lợi chảo xé ra từng đạo mắt trần có thể thấy. Vết nứt, lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này tập kích tới làm cho người tê cả da đầu, nhưng dạ huyền không chút nào dừng lại ý tứ, thật lớn hắc sắc lợi. Chảo từ trên trời giáng xuống, coi như là thái cổ thần sơn. Cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành vỡ nát ầm. Ở ngay tại lợi chảo rơi vào dạ huyền bầu trời mười dặm lúc. Thiên thọ đại thánh phẳng phất bị một cổ vô hình lực lượng cản được kinh khủng phản lực dĩ. nhiên trực tiếp đem hắn chi trước cho nổ thành phấn vụn, huyết vụ đầy trời, dạ huyền đầu ngón chân nhẹ một chút, cả người thình lình vặn vẹo xuống, sau một khắc, dạ huyền trực tiếp tại chỗ. Biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là tại thiên thọ đại thánh màu đen kia vỏ rùa phía trên, dạ huyền chậm rãi rơi xuống, thiên. Thọ đại thánh rõ ràng cảm nhận đến dạ huyền động tác, nhưng chẳng biết tại sao. Kèm theo dạ huyền xuất hiện tại hắn bầu trời một khắc kia. Hắn phẳng phất bị một loại lực lượng kinh khủng cho trấn áp tại tại chỗ. Căn bản là không có cách dãy dụa chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn dạ huyền rơi vào trên lưng mình ầm dạ huyền hai chân đứng ở thiên thọ đại thánh thật lớn hắc sắc vỏ rùa lên răng rắc răng rắc trong sát na hắc sắc vỏ rùa từng tắc từng tắc dạn nứt vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra phốc suy phốc suy vỏ rùa vỡ vụn sau tạo thành mảnh vụn bắn vào đến thiên thọ đại thánh bên trong trận trận rợn cả tóc gáy vào thịt tiếng liên tục vang lên kèm theo chính là thiên thọ đại thánh gào thét theo thiên thọ đại thánh bên trong lao ra chín đạo cùng thiên thọ đại thánh giống nhau như đúc thân ảnh nhưng trên người bọn họ khí tức đều hoàn toàn bất đồng nhưng cùng lúc đó dạ huyền bên trong cũng lao ra vô số dạ huyền xông về chín vị thiên thọ đại thánh vừa đối mặt liền đem chín cái thiên thọ đại thánh cho dập tắt như thế nào nghiền ép đây cũng là chỉ bất quá chẳng được bao lâu thời gian thiên thọ đại thánh tiếng giống giận liền biến mất, chỉ còn dư lại thiên thọ đại thánh tàn phá. Bất kham bản thể, hấp hối địa ngã vào trong vũng máu, nữ đế trong cung tu sĩ đều rơi vào trong. trầm mặc có người cảm thấy thiên thọ đại thánh rất ngu, có người thì rất kính phục, dù sao. Biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi ngăn cản dạ huyền. Đây rất lớn can đảm nghị lực, có thể ai nào biết. Đó là bởi vì thiên thọ đại thánh biết coi như mình trốn đi cũng sẽ bị dạ huyền bắt tới làm thịt. Cho nên mới tuyển chọn như vậy đơn lẻ mặt tử vong phương pháp nghiền giết thiên thọ đại thánh. Dạ huyền tiếp tục đi tới, thời gian chậm rãi trôi qua, lần này không có ai lại hiện thân nữa. Ngăn trở dạ huyền, dọc theo đường đi, dạ huyền đem trình mình năm đó lưu lại dấu chân. Toàn bộ xóa đi, mãi đến hàng lâm tại nữ đế cung tòa kia hùng vĩ nhất trước cung điện. Dạ huyền nhẹ nhàng nâng tay, tỏ ý càn khôn lão tổ đám người dừng lại, dạ huyền một thân một. Mình về phía trước, càn khôn lão tổ cuồng nô. Vô Mao nhục kê đều để lại tại chỗ, Dạ Huyền một người tiến vào tòa cung điện kia, cái gọi là nữ. Đế cung là một cái cách gọi, tựa như cả tòa nữ đế cung bên trong toàn bộ. Đều thuộc về nữ đế cung, nhưng chân chính nữ đế cung là trước mặt này một tòa, bởi vì này mới là thường tịch nữ đế lúc thường tu luyện đạo trường, đều đại đế tướng cũng cần ở đây mới có thể nhìn thấy nữ đế dạ huyền một thân một mình vào nữ đế cung càn khôn lão tổ mấy người cũng không lo nghĩ thật bọn họ đều hiểu đừng xem dạ đế bây giờ còn chưa thành đế nhưng nắm giữ lực lượng cũng là vô địch không phải dạ đế làm sao đến mức chọn tại lúc này tiết điểm phía trên thiên vực thật nguyên bổn chính là muốn giết xong đế một chờ tay không kịp chỉ là không nghĩ tới xong đế không ở thiên vực bên trong thôi chương 2142, quét ngang. Nữ đế cung, hoàn toàn yên tĩnh, dường như không người chấn thủ, nhưng mà người biết. Nữ đế trong cung, sao không có chấn thủ, coi như nữ đế ngoài cung mặt những người đó, chạy sạch. Đế tướng cũng chạy sạch, chấn thủ tại nữ đế trong cung những thứ kia ẩn tướng. Cũng sẽ không rời đi, những thứ này ẩn tướng. Mới là chung nhất tại nữ đế, bởi vì ẩn tướng đều là bị nữ đế thao túng tồn tại, ẩn tướng sinh tử cùng nữ đế sinh tử móc nối nữ đế chính là ẩn tướng toàn bộ liền tương tự với hiện tại đông hoang chi lang cùng dạ huyền quan hệ đông hoang chi lang sinh tử tại dạ huyền một ý niệm bao gồm tại mục đế cung đều có rất cường đại ẩn tướng tồn tại chỉ bất quá bởi vì dạ huyền hàng lâm mục đế cung thời điểm quá cường thế trực tiếp đem mục đế cung tạc xuyên những thứ kia ẩn tướng tự nhiên không có bất kỳ phát huy, liền trực tiếp yên diệt mà giờ khắc này, dạ huyền hàng lâm đến này nữ đế. Cùng, cũng không có cường thế như vậy, khi dạ huyền vào trong trong nháy mắt. Liền cảm giác được tầng tầng trận pháp không bị ngăn chặn cảnh một dạng rơi xuống, trong sát. Na, phảng phất có hàng tỷ tòa trận pháp hàng lâm tại dạ huyền trên thân. Đem khốn vào đến lần lượt tu di trong thế giới, mà ở những thứ kia tu di trong thế giới liền ẩn giấu ẩn tướng, ẩn tướng thực lực không có tiêu chuẩn, có đại thánh. Nhưng là có chuẩn đế, ầm. Dạ Huyền ánh mắt bình tĩnh, bước ra một bước, trong sát na, hàng tỷ tòa trận pháp. Thùng rỗng kêu to, Dạ Huyền tới một bước liền bước ra hàng tỷ tòa trận pháp chói buộc. Lần nữa trọng lâm nữ đế trong cung, núp trong bóng tối ẩn tướng. Mặc dù đã sớm ngờ tới người đến phi thường đáng sợ, nhưng Dạ Huyền chiêu thức ấy y nguyên để cho bọn họ chấn động tới cực điểm cần biết nữ đế trong cung trận pháp vốn là thế gian tối cực hạn trận pháp mỗi một trọng trận pháp đều là ẩn chứa vô tận lực lượng tụ khốn trận sát trận mê trận cùng muôn vàn sát trận cùng kiêm coi như là chuẩn đế đỉnh phong tồn tại cũng có thể đem kẹt ở trong khó có thể thoát khỏi mặc dù bọn hắn không hy vọng trận này có thể vây khốn dạ huyền nhưng tối thiểu cũng muốn ngăn chặn chốc lát mới là đi, nhưng này trực tiếp liền phá trận ra. Thế thì còn đánh như thế nào, nhưng đối với ẩn tướng mà nói, chỉ có kiên trì đánh. Không có biện pháp khác ầm, sở dĩ, tại dạ huyền đi ra trận pháp trong nháy mắt. Những thứ kia ẩn tướng liền xuất thủ, bọn họ phảng phất ẩn núp trong đêm tối răng nanh. Vào thời khắc này lộ ra hung tính, lộ ra khát máu một mặt đông, nhưng vào lúc này dạ huyền nơi mi tâm tồn tại nhất đạo hỗn độn chi quang thoáng hiện, ngay sau đó tại dạ huyền. Bầu trời, lăng không hiện ra một cái bị hỗn độn chi quang bao phủ lờ mờ cổ chung, cổ chung. Gõ tiếng chuông quanh quẩn tại nữ đế cung, nữ đế cung toàn bộ thủ đoạn, liên đới những thứ kia. Xuất thủ tập kích dạ huyền ẩn tướng, toàn bộ vào giờ khắc này hóa thành phấn vụn, ấm. Nhưng cũng là vào giờ khắc này, thường tịch nữ đế lưu lại đế uy cũng bị xúc động kinh khủng đế uy vào giờ khắc này tràn ngập ra dường như muốn trấn áp vạn cổ từng cổ một đế uy phô thiên cái địa trấn áp tới đồng thời tại nữ đế trong cung tạo thành một cái đội trời đạp đất đế ảnh đó chính là thường tịch nữ đế đế ảnh khi khởi động tới một khắc kia trực tiếp sừng sững tại bất tử thiên thiên địa trong quan sát vạn cổ tuế nguyệt trong chúng sinh dạ huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút đồng dạng là đế ảnh nổi lên, một cái bình thường thiên đế quyền quét ngang ra, ấm. Toàn bộ bất tử thiên, vào giờ khắc này lay động không thôi, thường tịch nữ đế đế ảnh. Dưới một quyền này, trong nháy mắt ảm đạm xuống, theo sau bị dạ huyền đế ảnh chậm rãi chấn áp. Đến biến mất, mà dạ huyền, cũng vào giờ khắc này liên tục xâm nhập. Tiến vào thường tịch nữ đế trong đạo trường, tòa kia độc lập động thiên bên trong. Là vô cùng đại đạo phép tắc đang diễn hóa, trong tinh không? phiêu đãng nhiều đóa màu đen hoa sen mà ở vị trí trung ương nhất. Cũng là một đóa trắng noãn không gì sánh được, mà lại thật lớn vạn phần bạch sắc tiên liên, lúc thường thời điểm. Thường tịch nữ đế liền ngồi xếp bằng ở chỗ đó bế quan tu luyện, chỉ là hôm nay. Lại không thấy thường tịch nữ đế thân ảnh, nơi đây cũng không có khác sinh linh, dạ huyền bước. Ra một bước, hàng lâm đến tòa kia trắng noãn tiên liên lên, dạ huyền ánh mắt rơi vào trắng noãn tiên liên chính giữa cái kia vật cũ lên, đó là một căn màu xanh cây châm gỗ. Phía trên ẩn chứa như có như không đế uy, đây vốn là một căn bình thường cây cối chế cây châm. Lúc này lại có đế uy, đây đã là tạo thành đế vật bất kỳ vật phẩm gì. Tại đại đế bên cạnh ngốc lâu sau cũng sẽ ẩn chứa một loại đế uy. Đế chi ý chí, đây chính là cái gọi là đế vật, không phải đại đế tiên binh nhưng là ẩn chứa một loại đại đế lực lượng đây cũng là tại sao cái này vật cũ mặc dù là phàm vật nhưng cũng có thể bảo trì lâu như vậy duyên cớ dạ huyền nhìn cây châm gỗ trước mặt hiện ra một bức tranh tới lần này tuế nguyệt bàn cùng thái hư châu chủ động hiện lên ở dạ huyền phía trước thông qua này hai kiện tiên bảo dạ huyền thấy cảnh tượng đó thường tịch nữ đế ngồi xếp bằng ở trắng noãn tiên liên trong tu luyện thổ nạp trong thiên địa mênh mông linh khí cùng với tinh hoa nhật nguyệt cùng đại đạo pháp tắc bản thân liền tản mát ra một loại thiên đạo ý chí thật là kinh khủng nhưng vào đúng lúc này nhất đạo cửu sắc thân ảnh vô thanh vô tức hàng lâm thường tịch nữ đế hình như có thấy đột nhiên mở hai mắt ra một khác kia vũ trụ tinh không đều ở đây liên tục sụp xuống hủy diệt ngưng là lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ rơi vào cửu sắc thân ảnh trên thân cửu sắc thân ảnh cũng là bất vi sở động đem những lực lượng kia toàn bộ đón lấy không bị ảnh hưởng chút nào thường tịch nữ đế thấy là cửu sắc thân ảnh hướng chắp tay thở dài theo sau hai người nói cái gì đó thường tịch nữ đế lạnh lùng trong mắt đẹp nâng lên vẻ vui mừng theo sau đứng dậy bay về phía cửu sắc thân ảnh ly khai bất tử thiên mà cây châm gỗ thì bị lưu lại nơi này trắng noãn tiên liên trong lần nữa thấy cửu sắc thân ảnh Dạ huyền không khỏi hít hít mắt, cái tay này, quả nhiên rất lớn, đối phương nhận ra được hắn. Muốn hàng lâm thiên vực cho nên mới đem xong đế cho mang đi, mặc dù mục vân bên kia hắn cũng không thấy màn này, nhưng liên tưởng đến 9 vạn năm trước hai cái này kẻ phản bội cùng cửu. Sắc thân ảnh hình ảnh, không bài trừ loại khả năng này, nhìn tới, hắn tạm thời là không thấy. Được hai cái kẻ phản bội, dạ huyền nghiêng một cái cây châm gỗ nhẹ nhàng nâng tay một cổ vô hình gió nhẹ cuốn lên cây châm gỗ bay vào đến dạ huyền trong tay áo cũng được năm đó đem vật này đưa đến thường tịch trong tay sau này liền cũng vật này kết cuộc thường tịch coi như là nhân quả báo ứng thu cây châm gỗ sau dạ huyền đế hồn khẽ động chỉ một thoáng mảnh này độc lập đạo trường toàn bộ đều bao phủ tại dạ huyền đế hồn phía dưới dạ huyền tự hồ đang tìm kiếm cái gì một Lát sau, dạ huyền trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lạnh lùng sát cơ thường. Tịch ngươi thật đáng chết. Dạ huyền giơ tay lên đột nhiên một trưởng vung hướng dưới thân. Trắng noãn tiên liên, ầm. Một tiếng nổ vang, trắng noãn tiên liên trong nháy mắt nổ nát vụn mà. Ở trắng noãn tiên liên phía dưới. Đang có một khỏa lưu ly huyết ngọc huyền phù ở đó, đây thế gian cực hiếm thấy thời không huyết. Ngọc, mà giờ khắc này, tại thời không huyết ngọc trong đang có một cái sinh trưởng nho nhỏ xúc giác bé gái co rúc ở trong. Chương 2143, tên ta Dạ Huyền. Nhìn thời không huyết ngọc trong cái kia co rúc ở nơi bé gái. Dạ Huyền trong lòng hiện ra kinh người sát cơ, vừa mới hàng lâm đến này trắng noãn tiên liên. Thời điểm hắn còn không có nhận ra được khi đế hồn phô triển ra lúc. Mới phát hiện này trắng noãn tiên liên. Luôn luôn đang hấp thu một cổ lực lượng, cổ lực lượng kia nguồn gốc đúng là thời không huyết ngọc mà ở thời không huyết ngọc trong phong ấn bé gái đúng là dạ huyền trước tìm kiếm ngao thanh tuyết cực thiên long đế ngao cực nữ nhi dạ huyền trước đi vạn yêu đại thế giới liền điều tra ngao thanh tuyết sự tình khi đó liền biết được thường tịch đã đem ngao thanh tuyết cho mang đi khi đó thật dạ huyền liền không có không ôm hy vọng nếu thường tịch mang đi ngao thanh tuyết như vậy ngao thanh tuyết đại khái theo sẽ chết tại thường tịch trong tay chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, thường tịch thật không ngờ bệnh hoạn. Đem ngao thanh tiết lại lần nữa nhốt vào đến thời không huyết ngọc trong. Sau đó trực tiếp đem coi như linh thạch tới thu nhận, không cần nghĩ cũng biết. Theo thời gian trôi qua, ngao thanh tiết tại thời không huyết ngọc trong. Dần dần mất đi lực lượng, mất đi chân long huyết mạch, nàng thật vất vả muốn thành niên. Lần nữa biến trở về bé gái trạng thái, tại năm đó chư đế thời đại. Ngao Thanh Tiết vốn là bị một vị yêu tộc đại đế cho thu nhận qua lực lượng. Sở dĩ hết sức yếu đuối, mãi đến song đế thời đại mở ra thời điểm. Nàng mới phá phong ra, không thể tưởng, bởi vì dạ huyền trận kia biến cố. Lần nữa để cho Ngao Thanh Tiết bị nạn, mặc dù tại đế lộ trên cùng thường tịch nhị thế thân nam. Hải thánh nữ từng có nhất chiến. Cũng thông qua thường tịch lưu lại đoạn trong lời nói biết được Ngao Thanh Tiết không có chết tin tức nhưng lúc đó hắn cũng không tin tưởng thường tịch thường tịch không nói gì nàng không có giết chết ngao thanh tuyết mà là lưu ngao thanh tuyết một mạng nhưng này lại sống không bằng chết tình hình để cho dạ huyền nhìn sau triệt để động sát ý dạ huyền đem trắng noãn tiên liên cho chấn vỡ sau phi thân đi tới thời không huyết ngọc phía trước ầm ngay sau đó dạ huyền đại thủ ở trên hư không xét giò chỉ một thoáng bị chấn nát trắng noãn tiên liên trong ẩn chứa cổ lực lượng kia. Toàn bộ bị dạ huyền giữ thủ đoạn trong bên trong thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực cũng ở. Đây lúc này dũng mãnh vào đến dạ huyền trong tay, giao hợp dưới. Cải biến cổ lực lượng kia cương cường, dạ huyền tay phải khẽ vuốt thời không huyết ngọc. Cổ lực lượng kia qua vào đến thời không huyết ngọc trong. Làm cho thời không huyết ngọc tản mát giao uyển chuyển huyết quang mà ở trong sinh trưởng một đôi nhỏ xúc giác bé gái từ từ khôi phục một ít sinh cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ thống khổ cũng ở đây chậm rãi che giấu dần dần khôi phục điềm tĩnh dạ huyền không có dừng động tác lại mà là kéo dài là ngao thanh tiết qua nhập vào lượng để cho có thể thần tốc ổn định lại dạ huyền trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang may mắn hắn sớm tới thiên vực nếu là thật cùng đế lộ kết thúc thiên đạo trần áp biến mất trở lại thiên vực khi đó coi như có thể giết thường tịch ngao thanh tuyết cũng tất nhiên sẽ chết thường tịch sau lưng ý nghĩ dạ huyền thoáng cái liền hiểu rõ đến trước cố ý nói với hắn ngao thanh tuyết không có chết để cho hắn trong lòng có mang hy vọng sau đó suy tính hắn sẽ tại đế lộ sau khi kết thúc hàng lâm thiên vực khi đó thường tịch liền có thể ngay trước hắn mặt ép chết ngao thanh tuyết dạ huyền không hiểu thường tịch tính cách sẽ thay đổi thành như vậy hung ác người nhưng cái này không trọng yếu ở trong lòng hắn thường tịch là tất phải giết người mục vân cũng là như vậy thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh liền qua nửa canh giờ thời không huyết ngọc rốt cục hồi phục nhất định lực lượng có khả năng cho ngao thanh tuyết cung cấp sinh cơ đến đây dạ huyền mới dừng lại nhìn thời không huyết ngọc trong lại lần nữa biến trở về bé gái ngao thanh tuyết dạ huyền ánh mắt sâu thẳm hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngao thanh tiết thu vào thế giới của mình trong lúc này đến nói. Chỗ đó thích hợp hơn nàng ôn dưỡng, ầm. Sau một khắc, dạ huyền đột nhiên dậm chân, này tòa thường tịch nữ đế trong ngày thường bế. Quan tu luyện đạo trường, trong nháy mắt tan giả không còn một mảnh, trực tiếp vỡ nát, liên đới. Tòa kia nữ đế cung, cũng ở đây lúc này chậm rãi vỡ nát, nữ đế cung rất nhiều tu sĩ khi nhìn đến nữ đế cung vỡ nát sau, đều là sinh lòng vẻ tuyệt vọng, bọn họ đều rất rõ ràng. Tại nữ đế trong cung, còn ẩn núp cường giả tiệt thế tại chấn thủ, tuy là cũng biết những người này căn bản không ngăn được dạ huyền. Có thể mắt thấy nữ đế cung đang không ngừng sụp đổ. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng cũng ở đây chậm rãi sụp đổ, dù sao đối với bọn họ mà nói. Thường tịch nữ đế chính là nhân vật vô địch mà nữ đế cung còn mơ hồ muốn áp mục đế cung một bậc thế nhưng hiện nay tại đối mặt Dạ Huyền. Vị này tân đế thời điểm cũng không có ai tranh lệch có thể nói đều là bị đạp diệt thôi. Một. Mực nữ đế ngoài cung đợi chờ Càn Khôn lão tổ đám người, thấy một màn kia sau. Đều là lộ ra mỉm cười, trận này quét ngang hẳn là muốn kết thúc nữ đế cung trong phế tích. Nhất đạo thần hồng phóng lên cao, đương lập định một khắc kia mới phát hiện đó là Dạ Huyền dạ huyền đạp không mà đứng, quan sát bất tử thiên, ấm. Sau một khắc, một cái nguy nga đế ảnh. Sau lưng dạ huyền nổi lên, lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này phô triển ra, vô tận vô cực đế. Uy, vào giờ khắc này trực tiếp tán tới thiên vực 33 trọng thiên, thiên vực 33. Trọng thiên toàn bộ sinh linh, đều cảm thụ được cái này kinh khủng đế uy. Vào giờ khắc này, bọn họ đều xuống ý thức cho là xong đế trở về, có thể lại không quá đúng, dù sao xong đế trở về không sẽ như vậy gióng trống khua chiêng mới đúng tên ta dạ huyền nhưng vào lúc này dạ huyền thanh âm chậm rãi vang lên vang vọng thiên vực ba mươi ba trọng thiên một mực chờ đợi nghịch cừu nhất mạch nghe được cái này thanh âm thời điểm đều là kích động vạn phân bọn họ nhìn về phía bất tử thiên phương hướng đều là mang theo kính ý mà thiên vực ba mươi ba trọng thiên khác sinh linh tại nghe được cái này thanh âm sau đều là kinh, chẳng lẽ nói, vị này tân đế dạ huyền. Nhanh như vậy lại quét ngang bất tử thiên, đây không phải là mới vừa đem mục đế thiên hoành tảo. Sao, nhất định chính là quét ngang A. Không phải tất cả mọi người là đỉnh cấp cường giả. Dạ huyền leo lên thiên vực 33 trọng thiên truyện cũng không phải tất cả mọi người biết. So với toàn bộ thiên vực mà nói. Biết dạ huyền người trung quy chỉ là số ít, hiện nay dạ huyền mở miệng dẫn tới toàn bộ thiên vực 33 trọng thiên sinh linh chú ý. Này đăng thiên vực muốn giết xong đế những, lời này vừa ra toàn bộ thiên vực rơi vào hoàn toàn chấn động trong giết xong đế cái. Gì cuồng nhân a, à, xong đế thời đại mới mở mở 9 vạn năm. So với trong lịch sử hắn đại đế mà nói, thời đại này mới mới vừa bắt đầu đây. Không ngờ dĩ nhiên liền phát sinh bực này tình hình, nhưng không có người đi bác bỏ cái gì, dù Sao dạ huyền là như mặt trời ban chưa tân đế? Thiên vực đã sớm truyền ra, mà coi như không có cái danh hiệu này, dạ huyền hiện nay chỗ tàn. Mát ra kinh khủng đế uy, đều đủ để chấn động tất cả người, đây chính là đế uy đáng sợ, loại. Này đế uy, dễ nhận thấy không phải đại đế tiên binh thượng đế uy. Mà là thuần túy đế uy, rất nhiều cường giả đều ở đây trong bóng tối suy đoán. Dạ huyền đúng là không phải đã thành đế, mọi người đều ở đây hiếu kỳ. Cũng ở đây chờ mong dạ huyền kế tiếp là nói cái gì ta cho phép xong để dãy ruộng một đoạn thời gian khi bọn hắn trở lại thiên vực ngày đó chính là bọn hắn quỳ xuống đất sám hối lúc chương 2144 hiệu lệnh chư thiên. Ta cho phép xong để dãy ruộng một đoạn thời gian khi bọn hắn trở lại thiên vực ngày đó chính là bọn hắn quỳ xuống đất sám hối lúc dạ huyền khẽ nuốt chậm nôn, đem lại nói trực tiếp truyền ra, hắn này tới thiên vực, vốn chính là. Định tới giết xong đế, chính là muốn giết bọn hắn trở tay không kịp, chỉ là không nghĩ tới hai. Người này biến mất, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, không ở, vậy vừa vặn đem bọn. Họ thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, xong đế bộ hạ người, chỉ có hai con đường, khuất. Phục hoặc giả, chết nếu có người không phục, có thể tới vô cực thiên hỗn độn cấm địa tìm kiếm bản đế, nói. Xong, dạ huyền cũng không để ý thiên vực 33 ngày hay không bùng nổ. Rơi vào vô mau nhục kê biến thành phượng hoàng chê lưng. Hướng thiên vực chi môn bay đi, mà giờ này khắc này, toàn bộ thiên vực 33 trọng thiên. Triệt để bị chấn động đến, rất nhiều cường giả tuyệt thế, đều ở đây nói thầm, xem ra. Vị này tân đế dạ huyền, thật cùng song đế tiên chiến. Thiên đạo trấn áp cũng còn chưa hoàn toàn mở lại, đế lộ cũng còn chưa kết thúc, đế chiến liền muốn bắt đầu sao đã từng tuyệt ở chư đế thời đại đế chiến thật chẳng lẽ muốn ở thời đại này mở ra từng cái nghi vấn tại buồng tim mọi người xoay quanh lưu thủ tại bất tử thiên vân sơn đế tướng lúc này đã đem huyết y đế tướng cứu huyết y đế tướng khí sắc trắng bệch hắn tự nhiên cũng nghe đến dạ huyền những lời này sắc mặt hắn trắng bệch không nói gì vân sơn đế tướng bản ngồi ở bên cạnh trong hư không nhắm chặt hai mắt rất lâu huyết y đế tướng khàn khàn mở miệng nói ngươi làm sao chọn vân sơn đế tướng không nói huyết y đế tướng nhếch miệng cười cười ta nguyện chịu chết vân sơn đế tướng từ từ mở mắt ánh mắt phức tạp hắn thở dài nói ngươi có lẽ không phải quá giải khai bất tử dạ đế vân sơn đế tướng xem như thường tịch nữ đế bộ hạ mạnh nhất đế tướng hắn cũng ở đây rất sớm trước liền đi theo nữ đế là vị thứ hai đi theo thường tịch nữ đế đế tướng sở dĩ biết nhiều hơn đồ đạc mà huyết y đế tướng là về sau mới đi theo thường tịch nữ đế thật đối với dạ huyền sự tình không lắm giải khai lại thêm xong đế phản bội bất tử dạ đế sau đều không cho phép quá nhiều nhấc lên bất tử dạ đế sở dĩ không hiểu bất tử dạ đế người lại càng phát không hiểu huyết y đế tướng thình lình là diễu cật nói giải khai thì như thế nào bản tọa nếu là nữ đế người như vậy dạ huyền chính là địch nhân biết cái này liền đủ theo hắn coi như bất tử dạ đế là chân chính đại đế đó cũng là hắn địch nhân địch nhân là dùng để giết biết mình lập trường là được hắn có cần phải đi giải khai sao vân sơn đế tướng khẽ lắc đầu nói ta từng nhìn thấy một góc băng sơn không phải có liên quan bất tử dạ đế là có quan nghịch cừu nhất mạch nghịch cừu nhất mạch cường đại thật ngươi cũng rất rõ ràng nhưng ta chỉ có thể nói một câu ngươi chỗ giải khai nghịch cừu nhất mạch vẻn vẹn chỉ là nghịch cừu nhất mạch một phần rất nhỏ bọn họ chân chính cường đại ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ra vân sơn đế tướng nhớ lại năm đó hắn nhìn thấy dạ đế phía trước quỳ vị kia thần bí tồn tại cái loại này cảm giác áp bách cho dù tại hiện nay nữ đế cùng mục đế trên thân đều chưa từng thấy qua có thể vị kia thần bí tồn tại lại quỳ gối dạ đế phía trước cung kính ở đó vị thần bí tồn tại sau khi rời đi hắn cả gan hỏi một câu đó là người nào dạ đế chỉ nói bốn chữ nghịch cừu nhất mạch từ này sau hắn liền đối với nghịch cừu nhất mạch hết sức kiêng kỵ đây cũng là vì sao song đế cùng nghịch cừu nhất mạch trong tồn tại lớn như vậy cừu hận tại liên tiếp trong chiến đấu hắn đều không có xuất thủ nguyên nhân thật hắn cũng một mực suy tư tại sao dạ đế năm đó xảy ra chuyện nghịch cừu nhất mạch vẫn không có quá nhiều người nhô ra này có cái gì rất không đúng khi đó hắn liền đang suy đoán nghịch cừu nhất mạch bên trong có lẽ cũng không đoàn kết tại biết dạ đế sau khi ngã xuống liền bên trong phân tán hắn cũng luôn luôn thì cho là như vậy nhưng tại lần này dạ đế đi tới thiên vực hắn nhìn thấy đi theo dạ đế bên cạnh hai vị lão nhân sau hắn mới biết mình sai thái quá hắn đánh giá thấp bất tử dạ đế bốn chữ này hàm lượng nghịch cừu nhất mạch bên trong có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện qua vấn đề sở dĩ chưa có tới tìm xong đế phiền toái, có lẽ chỉ là đang đợi hôm nay thôi, tựa như lần này, vì sao Nam cung Bạch? Đàm Tiểu Lộ, Chu Huyền Lâm những thứ này nhảy nhót vui mừng nhất thủ lĩnh. Lần này không có cho dạ đế tạo thế, cũng không có là dạ đế áp trận, bọn họ phản bội sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, cũng không có phản bội. Nhưng không có là dạ đế áp trận, từ đầu tới đuôi đều là dạ đế một người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dạ đế tại nghịch cừu nhất mạch quyền phát biểu y nguyên kinh khủng nghịch cừu nhất mạch lực chấp hành cũng để cho hắn hiểu được có lẽ năm đó vị kia thần bí tồn tại cũng y nguyên chung với dạ đế chỉ là hắn đang chờ dạ đế quay về a à. người khiến ta thất vọng thế mà nghe vân sơn đế tướng nói sau huyết y đế tướng cũng là lắc đầu nói người xem như nữ đế bộ hạ mạnh nhất đế tướng ta cũng luôn luôn mời ngươi là huynh trưởng người hôm nay lời nói này thật để cho ta rất thất vọng quá thất vọng vân Sơn đế tướng nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Nghịch cửu nhất mạch muốn giết bọn ta, cũng như ép chết một con kiến. Huyết y đế tướng y nguyên ánh mắt châm chọc, vân sơn đế tướng tiếp tục nói. Lời nói đại bất kính nói, trong mắt của ta, nghịch cửu nhất mạch muốn tiêu diệt xong đế. Cũng không phải không thể, huyết y đế tướng đột nhiên nhìn về phía vân sơn đế tướng. Cao mày trầm giọng nói, ngươi đến biết chút ít cái gì, biết liền toàn bộ nói ra, vân sơn đế tướng nhìn huyết y đế tướng ánh mắt phức tạp tại huyết y đế tướng trợn mắt nhìn thời điểm vân sơn đế tướng lúc này mới chậm rãi nói ta từng gặp một vị so đại đế còn nhân vật đáng sợ đối dạ đế khúm núm huyết y đế tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại so đại đế còn nhân vật đáng sợ lại có này đẳng cấp bậc tồn tại hơn nữa còn đối dạ đế khúm núm điều này sao có thể này đẳng cấp bậc tồn tại cần quyến rũ người khác này huyết y đế tướng rung động trong lòng muôn vàn chẳng biết tại sao huyết y đế tướng chợt nhớ tới mình hảo huynh đệ lăng tiêu đế tướng hóa thân đối nữ đế câu hỏi cùng với nữ đế đối lăng tiêu đế tướng trả lời nữ đế từng nói đế cảnh giới người căn bản không hiểu khi đó hắn không hiểu những lời này ý nghĩa nhưng vào giờ khác này hắn trong lúc mơ hồ tìm kiếm đến cái gì huyết y đế tướng cảm giác mình tiếng nói có chút phát khô, hắn liếm liếm đôi môi, thấp giọng nói, Vân Sơn. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy phân thượng. Người có thể hay không báo cho ta biết một đáp án, Vân. Sơn đế tướng nhìn huyết y đế tướng, thình lình là cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng thật ta cảm thấy ngươi nội tâm đã có đáp án, huyết. Y đế tướng trầm mặc chốc lát, hay là hỏi, sở dĩ. Dạ đế cùng nữ đế, mục đế trong, đến là quan hệ như thế nào, vân. Sơn Đế tướng thở dài nói, thật bất kể là nữ đế vẫn là mục đế, đều là dạ đế đệ tử. Mà nữ đế còn từng là dạ đế đạo nữ, giữa bọn họ thù hận. Liền căn nguyên 9 vạn năm trước sự kiện kia, huyết y đế tướng mặc dù sớm có suy đoán, lúc này nhận được đáp án này, vẫn là khó có thể tin, nguyên lai, like. song đế đều là dạ đế dạy ra. Chương 2145, nghe tin lập tức hành động. Đương nhiên, chuyện này thật cũng là ta trong lúc vô ý biết tại rất nhiều người nhìn lại. Dạ đế cũng không phải là đế, chẳng qua là cho xong đế có nhất định liên hệ thôi, vân. Sơn đế tướng tiếp tục nói bổ sung, giống như chúng ta trong, chân chính biết nhiều hơn. Thật là lăng tiêu, đây cũng là vì sao hắn lúc trước sẽ chọn chết ở dạ đế trong tay nguyên. Nhân căn bản, huyết y đế tướng nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía vân sơn đế tướng ngừng tiếng nói ý ngươi là hắn sợ chết hắn không tin điểm này huynh đệ nhà mình bản thân giải khai lăng tiêu không phải như vậy người nhưng vân sơn đế tướng lúc này lời nói này không chính là ý này vân sơn đế tướng nghe vậy lắc đầu nói ngươi hiểu lầm hắn cũng không phải là sợ chết hắn chỉ là bởi vì năm đó nhận dạ đế ân tình lại thêm hắn thật mấy năm nay cũng một mực điều tra chuyện này biết một ít chân tướng đại khái là vì vậy, hắn mới sẽ chọn chết ở dạ đế trong tay, dùng cái này báo lại ân, huyết. Y đế tướng khí sắc dần dần hòa hoãn lại, hắn tỉ mỉ suy tư một phen. Cảm thấy này dường như mới đúng phải cho, dù sao lăng tiêu là một cái có tình có nghĩa người. Mà nếu như Vân Sơn đế tướng nói là thật, như vậy lăng tiêu xác định sẽ làm ra sự lựa chọn này, sờ. Dĩ năm đó sự kiện kia cái gọi là chân tướng, đúng là cái gì, huyết y đế tướng ngưng tiếng hỏi có liên quan năm đó chuyện kia hắn thật hoàn toàn không biết có liên quan dạ đế sự tình rất nhiều người đều chỉ biết đôi câu vài lời mà chút đôi câu vài lời đều chỉ hướng dạ đế làm nhất kiện để cho xong đế cảm thấy tức giận sự tình sở dĩ bọn họ mới ra tay tiêu diệt dạ đế đây chính là bọn họ biết lúc này vân sơn đế tướng nếu nói đến đây huyết y đế tướng tự nhiên muốn là trong lòng nghi vấn thật tốt hỏi một câu vân Sơn đế tướng nghe được vấn đề này, hắn rơi vào trầm mặc, chân tướng đúng là cái gì? Cái này có lẽ chỉ có song đế mới biết đi, nhưng theo hắn mơ hồ biết chuyện đến xem. Năm đó sự tình, chắc là song đế làm một ít không có phúc hậu sự tình, chỉ là hắn xem như nữ. Đế bộ hạ tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì, ngươi cũng không biết sao, huyết. Y đế tướng hỏi, Vân Sơn đế tướng không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác huyết y đế tướng cũng là nhìn về phía cái hướng kia híp híp mát chỉ thấy chỗ ấy bỗng chốc xuất hiện hai vị giống nhau như đúc lão nhân chỉ bất quá hai người phục sức có chút bất đồng một người mặc kim ti đường viền hắc long báo một người lại là mặc quần áo hồng nhạt trường bào hai vị lão nhân trên thân đều có như vực sâu một dạng ngục khủng bố khí tức đang chấn động thất sát ma cung hận thiên hận địa mát thấy hai người này, huyết y đế tướng chậm rãi đứng dậy. Khẽ nuốt chậm thổ nói, thất sát ma cung, bất tử thiên tuyệt thế một trong bá chủ, tại nữ đế. Cung chưa từng xây dựng lúc, bất tử thiên từng tên là thất sát trời. Mà thất sát ma cung mới là mạnh nhất bá chủ, chỉ bất quá tại nữ đế đặt chân lên đỉnh cao nhất. Thất sát ma cung dĩ nhiên là để ra bá chủ chi vị, mà ở thất sát ma cung trong liền có hai vị nhân vật cực đáng sợ, hận thiên hận địa, đây một đôi song bào thai, với lại đều. Là dương danh rất lâu chuẩn đế cảnh cường giả. Hai vị đạo hữu lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Vân Sơn đế tướng mỉm cười, chắp tay nói, mà kim ti đường viền hắc long bào lão nhân giật nhẹ. Ra mặt bình tĩnh nói, vừa mới dạ đế không phải mở miệng sau huyết. Y đế tướng đột nhiên ngưng mắt nhìn người này, ngưng tiếng nói người thất sát ma cung là nghịch cừu nhất mạch người lão nhân lắc đầu nói trước thất sát ma cung không phải đã nói sao trực thuộc ở nam đấu lục mạch nam đấu lục mạch huyết y đế tướng nhíu mày lại vân sơn đế tướng thình lình thở dài nói quả nhiên a à. dạ đế thủ hạ cường giả như mây ngược lại không nghĩ tới trước đột nhiên nhô ra cái gọi là nam đấu lục mạch cư nhiên cũng là dạ đế bộ hạ, nói như thế, bác đấu thất mạch cũng là dạ đế bộ hạ đây, vân. Sơn đế tướng nhìn hắc bào lão nhân, vị này hắc bào lão nhân, đúng là song bào thai ca ca. Hận thiên chuẩn đế, hận thiên chuẩn đế nghe vậy, thần sắc không thay đổi nói, lạc đề, hai. Người ngươi lệ thuộc vào thường tịch nữ đế bộ hạ, là tuyển chọn khuất phục dạ đế, vẫn là. Chết đây, hận thiên chuẩn đế khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, một đôi vẩn đục trong con ngươi lại lóe ra lạnh lùng sát cơ tự hồ chỉ muốn hai vị đế tướng nói không đúng. Hắn liền muốn bạo khởi giết người, huyết y đế tướng hừ lạnh một tiếng nói. Người thất sát mà cung cam là tay sai. Vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thủ đoạn gì, đang. Khi nói chuyện từ huyết y đế tướng trên thân, đột nhiên mọc lên một cổ khí tức kinh khủng. Đó là chân chính chuẩn đế đỉnh phong. Xem như thường tịch nữ đế bộ hạ 12 đế tướng một trong huyết y đế tướng thực lực mặc dù không như cường đại nhất Vân Sơn đế tướng. Nhưng lại so Chu Hoàng, lăng tiêu mạnh hơn nhiều, ủng ùng trên trời cao. Dường như trời tại đổ máu, vô tận huyết hải vào giờ khắc này lăng không hiện lên. Tạo thành một tòa hoàn toàn mới huyết hải thế giới. Đầy trời mùi máu tươi, vào giờ khắc này phô triển ra. Để cho người ta nghe ngóng muốn ói, huyết y đế tướng, cũng không phải là nhân tộc cường giả, mà là một vị huyết tộc cường giả tại thiên vực 33 trọng thiên trên. Huyết tộc chính là cường tộc một trong, bọn họ đối huyết mạch trưởng khống. Chính là chư thiên vạn giới số một mà huyết y đế tướng. Có thể nói là trong huyết tộc đương đại người mạnh nhất khi huyết y đế tướng bộc phát ra thực. Lực mạnh mẽ sau, tại đây phương viên ức trong vòng vạn dặm sinh linh. Đều là cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng không bị khống chế đồng dạng tại liên tục mãnh liệt ra, đối mặt huyết y đế tướng kinh khủng này thủ đoạn. Đến từ thất sát ma cung hận thiên hận địa đều là nhếch miệng cười một tiếng. Hung hãn xuất thủ, một trận chuẩn đế đỉnh phong chiến đấu. Đến đây khai hỏa, cùng lúc đó, tương tự sự tình cũng ở đây thiên vực 33 trọng thiên. Xuất hiện, trước liền tuyên bố bản thân là nam đấu lục mạch thất sát ma cung. Thiên tướng thần phủ, thiên đồng thánh địa, thiên cơ các, thiên lương tiên tông thiên phủ, nam đấu đế môn, đấu túc thần cung các loại, đều dạ huyền hiệu lệnh sau. Bắt đầu đối thiên vực 33 trọng thiên song đế bộ hạ tẩy trừ, không chỉ là bọn họ. Còn có thiên tuyền thánh địa, tham lang đế cung, thiên kỳ vạn bảo sơn. Thiên quyền thư viện, ngọc hành thư viện, khai dương thần môn, diêu quang thánh địa. Bắt đầu thiên cương tông cùng cổ xưa truyền thừa. Trước tự xưng là bắt đầu thất mạch truyền thừa cũng là tại đồng nhất thời gian hành động, bọn họ phảng phất đều được giống nhau mệnh lệnh đồng. Dạng, cũng là vào lúc này, mọi người mới biết, cái này tựa như đột nhiên nhô ra bắt đấu thất. Mạch cùng nam đấu lục mạch đều là dạ huyền bộ hạ tồn tại mà tin tức này truyền ra sau. Tất cả mọi người bị dạ huyền vị này tân đế lai lịch cho chấn động đến nếu như người này là tân. Đế, làm sao có thể tại ngắn ngủi như vậy trong thời gian bồi dưỡng được nhiều như vậy bộ hạ hơn nữa còn đều là thiên vực trong cao cấp nhất kia thế các bá chủ. Những tồn tại này, tại mỗi cái thiên vực trong. Vậy cũng là hoàn toàn bá chủ cấp bậc tồn tại, lúc này lại nghe theo Dạ Huyền hiệu lệnh. Lực tổng hợp vây quét xong đế bộ hạ. Đây quả thực là triệt để triệt để tiên chiến. Cùng xong đế tiên chiến, mà một ít nguyên bản không quá nhìn tốt Dạ Huyền có thể cùng xong đế. Chống lại cường giả, khi biết bác đấu thất mạch cùng nam đấu lục mạch đều là Dạ Huyền người sau, liền lặng lẽ ngậm miệng một trận rung động thiên vực 33 trọng thiên tẩy trừ. Đến đây bắt đầu, chương 2146, hỗn độn đế cung. Thiên vực, vô cực thiên, trước tiện nói qua. Vô cực thiên ở vào thiên vực 33 trọng thiên ở giữa nhất, nhưng vô cực thiên thiên vực. Là thiên vực 33 trọng thiên nhỏ nhất cũng không phải là vô cực thiên bản thân nhỏ. Mà là bởi vì vô cực thiên bên trong tồn tại một tòa hỗn độn cấm địa, này tòa hỗn độn cấm địa, tồn tại trực tiếp chiếm vô cực thiên 8 phần 10 địa phương, như vậy. Vô cực thiên thiên vực có thể dùng chỗ dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, đương nhiên ở đây cái gọi là nhỏ, chỉ là đối với thiên vực 33 trọng thiên mà nói, trên thực tế thiên vực mỗi một trọng thiên, nếu so với hạ giới đại thế giới còn muốn khoa trương, vô cực thiên trừ vô cực. Tiên tông ở ngoài, liền chỉ có vài tòa đại tông môn, nhưng ở lúc này vô cực thiên cũng là trở thành tiêu điểm chỉ vì dạ huyền câu kia không phục có thể tới vô cực thiên hỗn độn cấm địa tìm bản đế một câu nói như vậy tràn ngập hoàn toàn tự tin hiện nay thiên vực trong tự nhiên không người nào dám đối dạ huyền biểu thị không phục mà coi như không phục cũng không dám biểu đạt ra ngoài bọn họ đến đây vô cực thiên nhiều hơn là muốn tới chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng vị này tân đế dạ huyền chỉ tiếc nghe nói vị kia tân đế dạ huyền ở vào hỗn độn cấm địa trong bình thường người căn bản không có phương pháp tiến vào trong cái này cũng ngăn lại phần lớn người cước bộ hỗn độn cấm địa nha nhìn mà sinh sợ hãi mặc dù những gia hỏa này xoay quanh tại hỗn độn cấm địa nhưng lại tìm không được phương pháp vào trong tự nhiên cũng liền không có biện pháp gặp đến dạ huyền đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người vào không được tỉ như nghịch cừu nhất mạch dạ huyền vào hỗn độn cấm địa sau liền tại một chỗ lưu lại nghịch cử phù lệnh ký hiệu chỉ cần là nghịch cử nhất mạch người đến liền có thể thông qua nghịch cử nhất mạch phát hiện này cái phù lệnh giờ này khác này tại hỗn độn cấm địa trong dạ huyền cầm trong tay hỗn độn chung từng tiếng chuông vang truyền ra bàng bạc mênh mông hỗn độn chi khí vào giờ khác này liên tục tản mạn ra ngay sau đó liền thấy từng cái cung điện ở trong hỗn độn tạo thành những cung điện này đều là do hỗn độn chi khí ngưng luyện mà thành. Ẩn chứa vô tận mênh mông yên diệt chi lực càn khôn lão tổ cùng cuồng nô cùng với thiên phượng. Chuẩn đế cũng không có nhàn rỗi. Đang giúp đỡ chế tạo lấy này tòa hỗn độn đế cung ủng ủng, đồng thời. Tại hỗn độn cấm địa trong, còn có từng tôn khác nào thần ma hỗn độn thần khôi. Đang giúp đỡ di chuyển lấy, đầy mục vân cho nhị thế thân ngô vân sầu 81 tôn hỗn độn thần khôi, từng tại đế lộ thời điểm bị dạ huyền cho cướp đi. Lúc này, ngược lại trở thành dạ huyền công nhân bốc phát, không biết bị mục vân hoặc giả từ cổ. Chí kim những thần kia khôi đế biết sẽ là ý tưởng gì, hỗn độn thần khôi xem như cao cấp nhất. Thần khôi, chính là thần khôi trong trần nhà. Hiện nay lại bị dạ huyền làm thành công nhân bốc phát, nhìn hỗn độn đế cung đang chậm rãi tạo. Thành, dạ huyền là hỗn độn chung thu hồi trong nê hoàn cung, ở đây sau này sẽ là hắn đế cung một trong, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn ở chỗ, chỉ là cho thế nhân giả trang hình. Dạng thôi, dù sao hắn tại rất nhiều cấm địa đều lưu lại hành cung, tựa như hoành đoạn sơn can. Khôn cung đồng dạng, mà tòa hỗn độn cấm địa trong hỗn độn đế cung. Cũng bất quá là trong một trong, sở dĩ trước đây không có ở nơi này xây dựng một tòa hành cung. Là bởi vì dạ huyền là hỗn độn chung để ở chỗ này ôn dưỡng, nếu như mở ra hành cung có thể bị hai cái kẻ phản bội biết, thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn đế cung triệt để thành Hình, trong còn ẩn chứa đủ loại đáng sợ đế trận, vù vù, vậy thì lúc này, dạ huyền trong. Lòng khẽ động, hắn lưu tại bên ngoài nghịch cừu phù lệnh, xuất hiện một ít tiếng động, mà sau một lát. Hỗn độn đế cung phía trước, liền xuất hiện từng vị thân ảnh quen thuộc, nam cung bạch. Tề trường sinh, chu huyền lâm, đàm tiểu lộ, ung dung tự tại. Diệp Đạt đám người đều là trước tại Xích Vân Thiên tụ nghịch cừu nhất Mạch Hạch Tâm cốt. Khi bọn hắn thấy Dạ Huyền sau, không có quá nhiều nói. Tất cả đều im lặng ở trong hỗn độn hướng Dạ Huyền dập đầu, chúng ta, bái kiến thủ lĩnh có. Thể để cho nghịch cừu nhất Mạch các đại thủ lĩnh dập đầu người, chỉ có toàn bộ nghịch cừu nhất. Mạch thủ lĩnh, bất tử Dạ đế, Dạ Huyền nhìn từng vị thân ảnh quen thuộc. Không khỏi khẽ mỉm cười nói, đều đứng lên đi, mọi người nghe vậy đứng dậy nhìn dạ huyền trong con mắt lộ vẻ kích động lo lắng không yên cùng với thật sâu địa tôn kính nghịch cừu nhất mạch bên trong không người bất kính bất tử dạ đế dạ đế có cần hay không đem hai tên kia người toàn bộ làm thịt dẫn đầu mở miệng trước là tu la điện thủ lĩnh đàm tiểu lộ cái này mới nhìn qua hiền lành thiếu nữ lúc này lại lộ ra ác liệt sát cơ không hổ là nghịch cừu nhất mạch trong sát phạt vô cùng tàn nhẫn ba phái một trong tu la điện hắc đao môn bạch hổ đường đây tuyệt đối là nghịch cừu nhất mạch ba cây lợi nhận từng tại vạn cổ tuế nguyệt trong giúp dạ huyền giết qua rất nhiều rất nhiều người đàm tiểu lộ cũng kéo dài tu la điện thế hệ trước truyền thống là cái rất yêu giết người ngoan nhân nam cung bạch cũng là thấp giọng nói dạ đế làm gì trả lại những tên kia một con đường sống trực tiếp giết chẳng phải là tốt hơn trước Dạ Huyền lời nói truyền khắp toàn bộ Thiên vực 33 trọng thiên. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ tại biết Dạ Huyền lại vẫn muốn cho. Song đế bộ hạ người một con đường sống thời điểm, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao Dạ đế ở trong lòng bọn họ là một cái tuyệt thế. Sát thần ấn tượng, ngược lại không nghĩ tới sẽ tha những gia hỏa này một mạng, Chu Huyền Lâm. Ngược lại cười híp mắt nói, Dạ đế đây muốn cho hai tên kia sau khi trở về kiêng kỵ một chút dạ đế, đưa ngươi cái lễ vật. Chu huyền lâm ảo thật giống như xuất ra một cái bình đen, là nắp bình mở ra. Sau đó đổ ra trong vật phẩm, chỉ thấy một cái lớn chừng ngón cái tiểu nhân. Bị trói gô lấy từ trong lăn xuống đi ra, mà theo lăn đi bình đen. Người này cũng ở đây nhanh chóng trở nên lớn. Biến thành một người bình thường bộ dáng đầy một vị lãnh diễm nữ tử, đây. Cô gái này dường như còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến nàng có một chút mờ mịt có thể khi nàng nhìn thấy dạ huyền một khác kia cũng là con người đột nhiên co rụt lại dạ đế hắc liên dạ huyền nhìn này lãnh diễm nữ tử nhàn nhạt nói cô gái này không là người khác đúng là trước bị chu huyền lâm cho bắt đi hắc liên đế tướng nơi đây là hỗn độn cấm địa hắc liên đế tướng đánh giá bốn phía trước tiên liền nhận ra nàng có thấy bốn phía người khác trong lòng âm thầm kinh hãi nàng mặc dù biết nghịch cừu nhất mạch người nhưng là chỉ biết là nam cung bạch đàm tiểu lộ chu huyền lâm đám người giống như diệp đạt tề trường sinh những thứ này nàng cũng chưa gặp qua nhưng lúc này từ nơi này những người này trên thân nàng cảm giác được vô địch cảm giác áp bách ngươi tới thiên vực nữ đế đây hắc liên đế tướng nhìn chằm chằm dạ huyền thình lình có chút khẩn trương dạ huyền nhàn nhạt nói yên tâm nàng và mục vân đều chạy trốn tạm thời không có chuyện làm hắc liên đế tướng nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nữ đế không có khả năng chạy trốn các ngươi cộng lại cũng đều không phải nàng đối thủ dạ huyền cười cười ngươi dường như quên nàng là ai dậy đi ra hắc liên đế tướng há hốc mồm á khẩu không trả lời được nữ đế cung cùng mục đế cung đều bị ta hủy ngươi bây giờ có một cơ hội dạ Huyền Thu lại vui vẻ, bình tĩnh nhìn Hắc Liên đế tướng, khuất phục hoặc giả. Chết, chương 2147, tề tụ. Nghe dạ Huyền lời nói này, Hắc Liên đế tướng gục đầu xuống. Không nói gì, người khác cũng không mở miệng. Chỉ là lãnh đạm nhìn Hắc Liên đế tướng, nói thật một cái Hắc Liên đế tướng thực lực. Tuy là cũng không tệ lắm, nhưng như vậy nghịch cừu nhất mạch trong không bao giờ thiếu chính. Là cường giả, Hắc Liên đế tướng coi như thật đến nghịch cừu nhất mạch vậy cũng chưa được xếp hạng hắc liên đế tướng làm sao chọn đối với nghịch cừu nhất mạch đến nói đều không tồn tại có bất kỳ biến hóa nào một lát sau hắc liên đế tướng ngẩng đầu nhìn dạ huyền nhẹ nói ta có thể tái kiến thấy nữ đế sau nam cung bạch nghe vậy không khỏi bĩu môi dạ huyền ngược lại rất bình tĩnh nói ta nói nàng và mục vân đều thoát đi thiên vực tương lai nếu như trở về ngược nói không chừng có thể gặp một lần dạ huyền có loại dự cảm thường tịch cùng mục vân lần này rời đi trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không trở về mà cũng là vì cái gì hắn sẽ tuyển chọn cho hai người này bộ hạ một con đường sống nguyên nhân căn bản người khác không nói nhưng những đế tướng đó đối với cái này hai người tầm quan trọng có thể thấy được chút ít nếu muốn nắm giữ một thời đại chỉ bằng vào một người là không có khả năng hoàn thành điều này cần rất nhiều người tới phụ tá đây cũng là tại sao từ trước đại đế bộ hạ đều có đế tướng tồn tại thường tịch cùng mục vân dã tâm đều rất lớn bọn họ không chịu cam lòng đành phải hắn dưới tự nhiên cũng muốn hoàn thành kinh người hơn nghiệp bá sở dĩ những thứ này đế tướng bọn họ ắt sẽ quan tâm mà dạ huyền cho những gia hỏa này một con đường sống trừ để cho xong đế kiêng kỵ ở ngoài thật còn có một vòng đó chính là để cho xong đế cũng thể hội một chút bị người cõng phản bội tư vị, thật trốn. Hắc liên đế tướng y nguyên không tin, một bên Chu Huyền Lâm thấy hắc. Liên đế tướng còn không nguyện tin tưởng, đưa tay tại trong hư không một, chỉ một thoáng. Tại hắc liên đế tướng trước người, xuất hiện hai cái hư không viên, ngay sau đó. Ở đó hư không viên trong, hiện ra hai bức tranh, bức họa thứ nhất mặt chính là mục đế thiên. Mục đế cung, giờ này khắc này đã là một mảnh hỗn độn. Oán khí tận trời, trước đây to lớn đại khí mục đế cung trực tiếp hóa thành phế tích bức tranh này. Hắc liên đế tướng vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng. Nhưng trong lòng y nguyên tồn tại chấn động, nàng có thể nhìn ra. Hình ảnh này tuyệt đối là thật ảnh xạ mục đế thiên. Nàng xem hướng bức họa thứ hai mặt. Bức họa thứ hai mặt trong, nổi lên đương nhiên đó là nữ đế cung, so sánh với mục đế cung. Nữ đế cung còn hoàn hảo hơn rất nhiều, nhưng hắc liên đế tướng y nguyên thấy rất nhiều bị hủy địa phương cũng thấy thiên thọ đại thánh khổng lồ kia thi thể vắt ngang ở đó nhất là khi nhìn đến trung ương nhất nữ đế cung trở thành phế tích thời điểm hắc liên đế tướng trong lòng không hiểu đau xót thật không có à nàng là năm đó vị thứ ba đi theo thường tịch nữ đế đế tướng gần như chỉ ở lăng tiêu đế tướng vân sơn đế tướng sau với lại nàng cùng thường tịch trong quan hệ cũng phi thường tốt lúc này thấy nữ đế cung dĩ nhiên hóa thành phế tích nàng sao có thể không đau tin chưa chu huyền lâm cười hít mắt nhìn hắc liên đế tướng hắc liên đế tướng bỗng nhiên ngẩng đầu ngừng mắt nhìn chu huyền lâm lạnh lùng nói đây cũng là ngươi đem đùa giỡn chu huyền lâm sờ cằm một cái đầu tiên là nhìn một chút dạ huyền thấy dạ đế không nói chuyện hắn liền nhìn về phía hắc liên đế tướng mặt hiền lành nụ cười nói cái gì đó người có thể không có muốn ta cho trò hề lần trước đó bất quá là ninh thần cơ bầy bố tiểu gia ta giúp hắn một tay thôi hắc liên đế tướng gắt gao nhìn chằm chằm chu huyền lâm mặc dù có hoài nghi nhưng thật nàng rất rõ ràng này hơn phân nửa là thật chu huyền lâm có lẽ sẽ lừa dối nàng nhưng dạ đế tuyệt đối sẽ không bởi vì dạ đế căn bản khinh thường tại dùng loại phương pháp này tới để cho nàng khuất phục suy nghĩ thật kỹ đi ngược lại ngươi còn thiếu ta một cái mạng dạ huyền ngược lại không có tiếp tục nói nữa cái gì ném câu nói tiếp theo sau liền phi thân vào hỗn độn đế cung chủ điện bên trong càn khôn lão tổ cùng cuồng nô cùng với vô mau nhục kê đều là trước tiên đuổi theo dạ huyền nghịch cừu nhất mạch mọi người tự nhiên cũng không rớt lại phía sau còn như hắc liên đế tướng không người nào để ý đến nàng nơi này là hỗn độn cấm địa không có nghịch cừu phù lệnh chỉ dẫn. Nàng căn bản không có phương pháp đi ra ngoài, nhìn mọi người ly khai. Hắc liên đế tướng thần sắc đờ đẫn. Dường như còn chưa có lấy lại tinh thần tới, hỗn độn đế cung bên trong, dạ huyền cao tọa chủ vị. Nhắm mắt suy tư, càn khôn lão tổ cùng cuồng nô ở riêng trên dưới, vô mau nhục kê lại là hùng. Dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đứng ở dạ huyền đế tọa phía trước phảng phất ngồi ở chỗ kia không phải dạ huyền, mà là vô mau nhục kê, này. Vô mau nhục kê tốt được nước, muốn đem nó nướng tới ăn hết chu. Huyền lâm tự nhiên thoáng nhìn một màn kia, trong miệng hắn đích đích cô cô nói. Nhìn về phía vô mau nhục kê trong con mắt lóe ra một chút nóng bỏng hào quang, hắn tự nhiên có. Thể nhìn ra, này vô mau nhục kê không phải là phàm vật. Mà là cực thuần túy phượng hoàng huyết mạch hắn chưa từng thấy qua như vậy thuần túy phượng hoàng huyết mạch đây tuyệt đối là đại bổ a à. nếu là có cơ hội nướng tới ăn hắn nhất định sẽ đem hai cái đùi gà phân cho vợ đàm tiểu lộ hết cách rồi hắn chu huyền lâm chính là nổi danh yêu vợ hắc vô mao nhục kê tự nhiên nghe được chu huyền lâm nói nó không khỏi trừng mắt giỏi thật lại có thể có người muốn ăn bổn đại gia thực sự là không biết sống chết a à. đó là dạ đế tọa kỵ phượng hoàng người muốn gì chứ lúc này, đàm tiểu lộ đi ở Chu Huyền Lâm bên cạnh. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng Chu Huyền Lâm một cái. Vô mau nhục kê thấy thế, không khỏi khẽ vuốt cảm. Tiểu nương tử này ngược lại có chút nhãn lực độc đáo, biết dạ đế lão ra là ta núi dựa chu. Huyền lâm ngượng ngùng cười một tiếng, cũng liền nói một chút chứ sao, vô. Mau nhục kê vanh váo tự đắc, nhìn cũng lười nhìn chu huyền lâm một cái, đàm tiểu lộ cũng là lắc đầu nói, coi như muốn ăn, vậy khẳng định cũng phải cùng dạ đế thông báo một tiếng mới. Phải các ngươi hai người này, thực sự là to gan lớn mật. Các ngươi có biết bổn đại gia là ai, vô. Mau nhục kê nộ, chừng mắt đôi, xong nó phát hiện hai người này không có chút nào sợ nó. Ngược lại là mặt nghiền ngẫm vui vẻ mà mà nhìn nó. Phảng phất đã đem nó coi như món ăn trên bàn, vô mau nhục kê có chút lông, này cái quái gì a à? vô mau nhục kê rất muốn chấn áp hai người này nhưng chẳng biết tại sao mỗi khi nó muốn trong bóng tối sợ hãi một phen thời điểm liền từ hai người này trên thân cảm thụ được như vực sâu một dạng ngục phảng phất không có phần cuối vậy lực lượng kinh khủng hai người này không một cái dễ chọc làm một biết như thế nào xem xét thời thế có chân rét vô mau nhục kê cảm giác mình vẫn là câm miệng khá một chút chỉ có thể ở trong bóng tối oán thầm một phen dạ đế thủ hạ đều là chút quái vật gì a à. may mắn hai người này ngược lại không có lại tiếp tục mấy chuyện xấu mà là đàng hoàng ở một bên hỗn độn bồ đoàn ngồi xếp bằng lên chậm đợi dạ đế mở miệng tề trường sinh nam cung bạch diệp đạt ninh thần cơ tiêu diêu năm người cũng phân biệt ngồi ở hai bên hỗn độn trên bồ đoàn nghịch cừu nhất mạch lần này đến đây bảy người trong có chừng sáu vị thủ lĩnh mà còn sót lại tiêu diêu cũng là trích tinh điện bên phải xứ, bực này đội hình. Đủ để quét ngang thiên vực bất kỳ một vực, nhất là tề trường sinh vị này mãnh nhân. Lúc trước trực tiếp giết đến mục đế cung trước cửa, nếu không phải mục đế tự thân xuất thủ. Chỉ sợ không có ai ngăn được tề trường sinh, ta sẽ xây dựng một tòa tông môn, khi... Tất cả người ngồi vào chỗ của mình sau, dạ huyền chậm rãi mở miệng nói. mươi 2149, gió nổi mây phun thời gian đang chậm rãi trôi qua khoảng cách dạ huyền leo lên thiên vực trong đã qua ba ngày thời gian mà ở ba ngày nay bên trong các loại tin tức bay loạn dạ huyền chi danh đã triệt để danh dương thiên hạ mọi người đều biết vị này mạnh nhất chữ đế kinh khủng không đúng hiện tại mọi người đã không gọi hắn mạnh nhất chữ đế mà là xưng là tân đế đương nhiên còn có dạ đế cùng huyền đế xưng hô mà ở huyền hoàng đại thế giới hoàng cực tiên tông cũng bởi vậy càng cường thịnh, trừ cái đó ra, còn có thiên cổ sơn dạ ra. Cũng thừa phong lên, mà đối lập nhau, năm đó bái nhập xong đế bộ hạ thế lực. Cũng là vào lúc này, lọt vào đà kích nghiêm trọng, bất quá những gia hỏa này ngược lại cũng. Thực cứng, không có trực tiếp cúi đầu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Dạ huyền tuy là rất mạnh, nhưng hoàn toàn không đến mức có thể cùng xong đế chống lại chấm CSO nên sẽ có hiện tại cục diện này, vậy chỉ bất quá là bởi vì song đế không trở về thôi, chờ song đế. Lúc trở về, này dạ huyền tất nhiên sẽ bị kéo xuống ngựa, nhưng là cũng không phải là tất cả. Mọi người nghĩ như vậy, tỉ như có chuẩn đế cảnh tọa trấn những thế lực kia. Thì nhìn vô cùng rõ ràng, dạ huyền leo lên thiên vực muốn giết song đế. Quét ngang hai tòa đế cung, tại hạ giới chấn thủ hai vị đế tướng. Đồng thời bị nạn, với lại ở thượng giới những song đế đó bộ hạ thế lực. Cũng lọt vào Bắc đấu thất mạch cùng Nam đấu lục mạch vây giết này đủ để chứng nhận Dạ Huyền. Căn bản cũng không phải là một người, phía sau còn có thế lực cường đại chống đỡ. Nếu có thể làm được loại trình độ này, vậy căn bản không sợ cái gì song đế, có lẽ. Này Dạ Huyền thật có thể ở nơi này thời đại mới trong chiếm tiên cơ. Trở thành vị thứ nhất chịu tải thiên mệnh đại đế dù sao với hắn cùng đi đế lộ những tên kia hiện tại vẫn còn ở trên đế lộ không có đi ra khỏi tới đây mà dạ huyền cũng đã là giết đến thiên vực đi chư thiên vạn giới ám lưu hung dũng dạ huyền chi thế thế không thể đỡ cùng lúc đó dạ huyền khai sáng tông môn hỗn độn thiên đình tin tức này cũng ở đây nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới điều này làm cho rất nhiều tông môn đều động tâm là môn hạ đệ tử đưa hỗn độn thiên đình đi tu hành chỉ tiếc đưa đi mới phát hiện, hỗn độn thiên đình thu đồ đệ muốn cầu thật sự là rất cao thẩm. Chỉ rất nhiều tông môn đem mình thánh tử đưa ra ngoài đều không còn có thể vào, có người oán. Giận này hỗn độn thiên đình hoàn toàn chính là cho chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên kiêu chế. Tạo, có thể những thứ kia cường đại nhất thiên kiêu, đều đã tiến vào đế lộ trong. Hiện nay chư thiên vạn giới trong đều nghênh đón một cái thật lớn chỗ trống sở dĩ một chốc bên trong, căn bản không có người bái nhập đến hỗn độn thiên đình, đương nhiên. Đây chỉ là bên ngoài lời đồn, trên thực tế giờ này khắc này. Hỗn độn thiên đình nhân số đang không ngừng tăng lên, có là đến từ nam đấu lục mạch. Có là đến từ bắc đấu thất mạch, chỉ có nghịch cừu nhất mạch người không hề động, hỗn độn thiên. Đình, đang không ngừng lớn mạnh, dạ huyền tại chơi một ván cờ, bàn cờ này cùng liền không liên quan cùng tương lai có quan hệ rất lớn tại hỗn độn thiên đình liên tục tiến hành thời điểm dạ huyền cũng là lặng yên không một tiếng động ly khai hỗn độn cấm địa để cho càn khôn lão tổ cùng cuồng nô lưu thủ mình thì là mang theo vô mau nhục kê trở lại hạ giới trong mà cùng lúc đó trước đế lộ mở ra thì tạo thành hắc thiên cổ minh đại thế giới dường như cũng có động tác mới từng vị hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc tộc nhân lục tục đi ra hắc thiên cổ minh đại thế giới Đầu tiên là hướng gần nhất vài tòa thế giới phóng xuất ra hữu hảo tín hiệu. Sau chính là càng ngày càng nhiều hai tộc tộc nhân bắt đầu du lịch chư thiên. Đối với cái này tòa mới thế giới, ngay từ đầu các đại thế giới đều là lòng mang cảnh giác. Nhưng ở theo tiếp xúc hai tộc tộc nhân sau, bọn họ đều kéo xuống cảnh giác. Đồng thời cũng mượn này đi giải khai Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới tại Hắc Thiên nhất tộc. Cùng Cổ Minh nhất tộc truyền giáo dưới Mọi người đối với Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới cũng càng ngày càng giải khai, nghe nói này tòa đại thế giới khu vực rộng, không thua kém một chút nào thiên vực, với lại bên trong tồn tại một loại không hiểu vĩ lực. Đối với Chư Thiên Vạn Giới các tộc tu sĩ đều gồm có trợ giúp rất lớn, cũng có này hai tộc cường. Giả chủ động mở ra giới bích, mang Chư Thiên Vạn Giới một ít cường tộc người đi đến Hắc Thiên Cổ Minh lớn trong thế giới tu hành sau những cường giả này đi ra hắc thiên cổ minh đại thế giới cũng sẽ tán thưởng giới này lợi hại huyền hoàng đại thế giới đạo châu đông hoàng trung huyền sơn hoàng cực tiên tông dạ huyền đã là trở lại nơi đây sau khi trở về dạ huyền đầu tiên là kiểm tra một phen tiểu hồng tước trạng thái không ngờ tiểu hồng tước cùng dạ tư đi đi cùng một chỗ sau hai người tu vi đều thần tốc tăng vọt thấy thế Dạ huyền cũng không có làm phiền hai người này. Mà là xoay người đi tìm nhạc phụ Chu Tử Hoàng. Chu Tử Hoàng vẫn là hoàng cực tiên tông tông chủ. Nhưng lúc này thật đã tại lui khỏi vị trí hậu trường. Chuyên tâm tu luyện hoàng cực đế đạo. Dạ huyền để cho Chu Tử Hoàng đi hỗn độn thiên đình tu. Luyện, chỗ ấy tu luyện làm ít công to. Còn như hoàng cực tiên tông, tạm thời giao cho đến hồng bá tới nắm giữ. Mặt khác lần này dạ huyền trở về còn mang về vài vị tại thiên vực tránh né xong đế vài vị hoàng cực tiên tông lão tổ bọn họ đều là đại thánh cảnh tồn tại nhìn thấy hồng bá sau đều là cảm khái vạn phần dạ huyền cũng không có dính vào bọn họ sự tình tại hoàng cực tiên tông an bài một vài sự vụ sau liền đi tìm chu ấu vi đi làm sao người biết triệu ngọc long gặp mặt trước tiên chu ấu vi chính là trực tiếp hỏi dạ huyền nghe vậy không khỏi sờ mũi một cái vừa cười vừa nói tâm linh cảm ứng chu ấu vi chừng một cái dạ huyền không có lời nói thật dạ huyền nhếch miệng cười nói ta người tương đối nhiều mặt khác cũng biết năm đó tiên cổ kỷ nguyên còn lưu lại có một ít cỏ đầu tường ra hỏa chu ấu vi ngược lại không có lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này mà là hỏi cái gọi là song đế không ở thiên vực dạ huyền thu lại vui vẻ khẽ vuốt cảm nói bọn họ có thể là đấu thiên thần vực người mấy Ngày này hắn muốn rất nhiều, nếu như chỉ là đơn thuần suối dục. Cũng không phải như vậy, sở dĩ có khả năng rất lớn, hai tên kia bản thân. Chính là đấu thiên thần vực lưu tại này phương thiên địa quân cờ. Chỉ bất quá vừa vặn bị dạ huyền đụng lên, đương nhiên, cái này cái gọi là vừa vặn. Dạ huyền cảm thấy cũng không đơn giản như vậy, thậm chí cũng có thể là chú định, dù sao dạ huyền. Đến bây giờ còn không rõ ràng lắm Táng đế chi chủ đúng là phương nào người, nhất là theo đấu. Thiên thần vực một ít người trong miệng biết được có người từng biết Táng đế cựu thổ tồn tại. Lúc hắn liền hoài nghi Táng đế chi chủ chính là đấu Thiên thần vực người, mà Táng đế chi chủ. Năm đó muốn hắn tìm kiếm đạo thể. Bản thân liền cùng cái gọi là cổ tiên giới bản nguyên tồn tại nhất định liên hệ, không bài trừ. Táng đế chi chủ chính là đấu Thiên thần vực nhân vật đáng sợ, chỉ bất quá còn có một chút không? cách nào giải thích là táng đế chi chủ bắt đi hắn mệnh hồn. Nhưng không biết bản thể hắn là đạo thể, vấn đề này. Hắn thật suy nghĩ rất lâu, cuối cùng được đến đáp án dĩ nhiên là, đạo thể không hiện. Bất kỳ người nào đều không thể phát hiện. Bao gồm táng đế chi chủ, đây hiện nay tốt nhất giải thích chuyện. Này ngươi tự mình xử lý là được chu. Ấu vi ngược cũng không nói gì nhiều, tuy là dạ huyền là nàng nam nhân nhưng nàng cũng biết dạ huyền là bị mục vân cùng thường tịch phản bội, trước nàng có nói qua. Cùng đi thiên vực, bất quá dạ huyền cự tuyệt, nàng kia tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. mươi 2150, lần thứ hai lên đường. Ừm, dạ huyền mỉm cười, đưa tay dắt chu ấu vi tay, trước sở dĩ không muốn mang ấu vi cùng nhau. Thật nhiều hơn là muốn tự mình xử lý tốt, chỉ là không nghĩ tới hai tên kia sớm ly khai, tuy là cuối cùng không có được một cái rất tốt đáp án, nhưng căn cứ tuế nguyệt bàn cùng thái hư. Châu cho ra tới phản hồi, cơ bản cũng có thể đoán được 89 phần 10, có lẽ hai tên kia. Bản thân liền là đấu thiên thần vực người, hắc. Thiên cổ minh đại thế giới bên kia bắt đầu hành động, cùng đi gặp nhìn Chu. Ấu Vi không có ở xong đế đề tài phía trên nói thêm cái gì. Mà là nhắc tới liền tình hình, đang có ý này, dạ. Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn sở dĩ lại nhanh như vậy liền chạy về. Cũng là bởi vì theo hư không môn chỗ ấy nhận được tin tức hắc thiên cổ minh đại thế giới. Bắt đầu hành động, này tòa đại thế giới. Tồn tại vấn đề rất lớn, trước đại khương ra bên kia. Đấu thiên thần vực đấu thiên chi vương ảnh xạ hàng lâm. Nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì thế giới này, thế nhưng tòa thế giới từ trước cổ quái rất. Tồn tại một loại rất lực lượng cường đại bài xích bên ngoài người, nhưng lần này Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới chủ động mở ra giới bích, để cho đại thế giới khác cường giả đi trong tiến hành tu luyện giao lưu. Này bản thân liền là một loại tín hiệu, lão tiên tiệm cái lão già đó không cùng lúc đi, dạ. Huyền hỏi, Chu Ấu Vi lắc đầu nói, hắn còn có một ít chuyện không vén rõ ràng. Tạm thời sẽ không đi ra đạo sơ cổ địa, ngươi muốn dẫn người khác chu ấu vi nhìn về phía nơi xa trên vách núi mong đợi nhìn bên này vô mau nhục kê. Cười một tiếng, dạ huyền cũng nhìn vô mau nhục kê một cái, cười nói. Người nếu là không ưa thích, vậy không mang theo, dạ đế lão ra, mang ta lên nha. Tiếng nói rơi xuống, nơi xa liền truyền đến vô mau nhục kê kêu rên, vậy. Không mang theo đi, chủ ấu vi trong con người xinh đẹp nâng lên một chút giảo hoạt, vô mau nhục. Kê khổ hề hề nói, phu nhân, đừng a à, dạ. Huyền phất tay nói, trở về hỗn độn thiên đình đi đi, chỗ ấy cần ngươi, vô. Mau nhục kê mặt sinh không thể yêu. Hỗn độn thiên đình bên trong, những cái này nghịch cừu nhất mạch quái vật thường xuyên. Thường lui tới, cần hắn, cần hắn làm gì, quét rác sao, thôi. Đúng là vẫn còn sai trả ta đi vậy, vô. Mau nhục kê chảy nước mắt cáo biệt, chỉ tiếc. Dạ huyền căn bản không điêu hắn, vô mau nhục kê chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ly khai, đi thôi, dạ huyền nói không vội chu ấu vi nói hả dạ huyền nghi ngờ nhìn chu ấu vi thay quần áo khác sau đó dạ huyền liền thấy chu ấu vi biến hóa nhanh chóng nguyên bản quần áo bạch y biến thành quần áo hắc báo eo xứng đông lôi đao cùng thần dương kiếm treo thanh điểu dưỡng kiếm hồ một đầu mái tóc đâm thành đuôi ngựa tinh xảo ngũ quan dung nhan hoàn mỹ già như mỡ đông vô cùng mịn màng, cặp kia đôi mắt trong sáng tràn đầy ôn nhu, khóe mắt có lệ nốt ruồi, cười rộ. Lên có nhỏ lúng đồng tiền, là, là dạ huyền thích nhất chu ấu vi, lại đẹp lại táp, đi thôi, đổi. Một thân trang bị sau, chú ấu vi chủ động kéo dạ huyền cánh tay, dạ huyền trên dưới nhìn chu Ấu vi, nhẹ giọng nói, đen trắng không xứng với sao, dù. Sao dạ huyền cơ bản đều là người mặc hắc bào, mặc chán không được sao, chu ấu vi nhăn nhăn mũi quỳnh tựa hồ có chút không vui được dạ huyền lập tức câm miệng chu ấu vi cười khúc khích dạ huyền cũng nhếch miệng cười rộ lên hai vị đều từng tại mỗi cái lĩnh vực đạp lâm đỉnh phong tiệt thế tồn tại rất khó tưởng tượng sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh nhưng thật chính bọn hắn mới hiểu được có chút thuần chân cần bản thân đi bảo vệ trở nên mạnh mẽ sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ hai người đều hiểu đạo lý này sở dĩ hai người đều rất quý vài thứ kia hai người tay nắm tay ly khai hoàng cực tiên tông xuyên qua huyền hoàng đại thế giới giới bích đi tới giới ngoại hư không đi xuyên trong thẳng đến phía dưới cùng đi trên đường có thể thấy từng cái phồn thịnh đại thế giới huyền phù ở ngoại giới trong hư không có như là một quả trứng có như là một cây thương có như là một thanh kiếm có giống như là một người có như là một đầu long những thứ này đều là thế giới, đầy chư thiên vạn giới, trước đây dạ huyền thấy những khi này. Thật từng có không ít phỏng đoán. Hiện nay hắn cơ hồ có thể hiểu những thế giới này sinh ra, năm đó tiên cổ kỷ nguyên tận cùng. Sau trận chiến ấy, cổ tiên giới trực tiếp vỡ vụn. Một ít cấm địa lấy khác loại phương thức tiếp tục kéo dài, mà hắn cổ trong tiên giới lực lượng. Thì liên tục diễn hóa, cuối cùng tạo thành chư thiên vạn giới, có lẽ những thế giới này hình thái bản thân, chính là năm đó tiên cổ kỷ nguyên một cái tồn tại mà hắc thiên cổ minh đại thế. Giới tồn tại, giống như là một cái đặc thù tồn tại, đã thuộc về chư thiên vạn giới, lại không? Thuộc về chư thiên vạn giới, hai cái đối nhau, điểm này. Dạ huyền rất nhiều năm trước cũng đã chứng thực qua. Nhưng sự thực chứng nhận hắc thiên cổ minh đại thế giới. Là có thể chủ động giải trừ hết loại này bài xích tựa như hiện tại, dạ huyền cùng chu ấu vi hai vợ chồng tay nắm tay cùng ăn đi hát thiên cổ minh đại thế giới thời gian đang nhanh chóng trôi qua khi đi qua từng cái đại thế giới sau hai người tới chư thiên vạn giới phía dưới cùng giới ngoại trong hư không là hư không vô tận loạn lưu trong sen lẫn hủy diệt chi lực phảng phất sẽ tan vỡ toàn bộ nhưng bất kể là dạ huyền vẫn là chu ấu vi thực lực đều đạt đến một cái khủng khiếp tình trạng đương nhiên sẽ không sợ hãi sức mạnh kia đến hai người huyền phù ở ngoại giới hư không? Quan sát phía dưới tòa kia bị khói đen che phủ thế giới thần bí, giờ này khắc này, có thể thấy. Ở đó trong hắc vụ tồn tại từng cái huyền quang bao phủ thần môn, thần môn diễn sinh ra đến. Là một tòa thần kiều, có chừng 99 đến 81 tòa thần môn, mà ở thần kiều trên. Còn có thể thấy các tộc cường giả bước chậm trên, đi qua thần môn. Liền có thể tiến vào thế giới thần bí trong, tại thế giới một đầu khác chính là tòa kia hắc thiên cổ minh đại thế giới. Theo trận này hắc thiên cổ minh đại thế giới chủ động buông ra. Đi giới này các tộc cường giả cũng càng ngày càng nhiều, sở dĩ dạ huyền hai vợ chồng hiện thân. Ngược lại không có dẫn tới quá nhiều chú ý, nói như thế nào, trực tiếp đi vào sau, dạ. Huyền nhìn về phía nhà mình vợ, nhẹ giọng hỏi, chu ấu vi không có trả lời. Mà là chậm rãi nhắm mắt lại, nơi mi tâm kiếm ấn hiện ra một đen kịt hào quang, một lát sau chú ấu vi lông mi run rẩy mở hai mắt ra, cặp kia thu thủy vậy con ngươi màu đen trong. Hiện ra một không rõ ràng sát ý, trực tiếp vào đi, hắc thiên cổ minh không ở chính giữa, chu Ấu vi chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như nước suối len keng, thanh thúy êm tai. Dễ nghe không gì sánh được, hai người đánh xuống thân hình. Rơi vào trong một cái thần kiều ở ngoài, nhưng lúc này. Chấn thủ thần kiều hai vị hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc cường giả chậm rãi đi tới, hắc thiên nhất tộc cường giả cả người bao phủ ở trong bóng tối. Chỉ lộ ra một đôi phẳng phất chỉ có tròng trắng mắt con mắt nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện. Con người như châm mà cổ minh nhất tộc vị cường giả kia thì cùng nhân tộc không khác. Như là một người trung niên nam tử, quần áo hoa phục lấy thân. Toàn thân tản mát ra cổ xưa khí tức đầy cổ minh nhất tộc đặc tính. hai Vị là lần đầu tiên tới ta hắc thiên cổ minh đại thế giới chứ? chương 2151, Hắc Thiên Cổ Minh Chi Biến. Hai vị là lần đầu tiên tới ta Hắc Thiên Cổ Minh Đại Thế Giới trước cổ. Minh nhất tộc vị kia hoa phục trung niên hướng dạ huyền cùng chu ấu vi chắp tay. Mặt mang vui vẻ hỏi, toàn thân lộ ra hòa nhã ý, tại vị này cổ minh nhất tộc chấn thủ người. Trong mắt, bất kể là dạ huyền vẫn là chu ấu vi. Cũng không phải dạ huyền cùng chu ấu vi bộ dáng, mà là hai vị yêu tộc người, đây Dạ Huyền cùng Chu Ấu vi thủ đoạn, hai người tự nhiên đều biết. Tại Hắc Thiên Cổ Minh lớn trong thế giới, tồn tại một ít cấm kỵ tồn tại. Nếu để cho những thứ kia tồn tại nhận ra được bọn họ hành động, có lẽ sẽ xuất hiện một ít khác biến hóa ở dưới loại tình huống này. Tự nhiên muốn lộng chút thủ đoạn là nghe nói các ngươi này tòa thế giới linh khí vượt mức. Hai vợ chồng ta cũng là nghe hỏi mà tới, Dạ Huyền mỉm cười, rất có lễ phép hồi đáp, cổ minh nhất tộc trung niên nghe vậy. Lập tức là gật đầu nói, không sai. Ta giới linh khí thích hợp chư thiên vạn giới các tộc tu sĩ. Hoàn nghênh hai vị đến ta giới, nói. Xong, vị này cổ minh nhất tộc người đàn ông trung niên rất có lễ phép làm ra một cái thỉnh thủ. Thế, đồng thời, vị kia hắc thiên nhất tộc chấn thủ người, cũng là nghiêng người tránh ra là hai người có thể đi thông thần kiều tiến vào hắc thiên cổ minh đại thế giới vậy ta vừa vặn đi xem một chút dạ huyền mỉm cười theo sau nói với chu ấu vi phu nhân chúng ta đi thôi chu ấu vi làm chim nhỏ nép vào người lấy dạ huyền là như thiên lôi sai đâu đánh đó nũng nịu nói nghe tướng công tại cổ minh nhất tộc cùng hắc thiên nhất tộc trong mắt đây chính là một đôi ân ái bích nhân hai vị thỉnh thượng thần cầu, leo lên thần kiều sau đi thẳng, đi qua tòa kia thần môn. Liền có thể tiến vào ta giới, cổ minh nhất tộc người đàn ông trung niên tiếng nói thuần hậu. Lại mang theo một cổ không hiểu thúc giục ý, xin mời hai vị. hắc thiên nhất tộc vị cường giả kia, cũng là vào thời khắc này chậm rãi mở miệng. Cũng như U Linh mở miệng, sấm nhân cực kỳ, nhất là phối hợp cặp kia cơ hồ chỉ có tròng trắng mắt kinh khủng hai mắt nhìn qua càng là quỷ dị dạ huyền theo bản năng nhìn hắc thiên nhất tộc ra hỏa một cái người nọ cũng nhìn dạ huyền bốn mắt nhìn nhau tồn tại một cổ không hiểu âm hàn lực lượng tại vô hình trung quấn lên dạ huyền dường như muốn đem dạ huyền cho thao túng dạ huyền ánh mắt bình tĩnh như nước chậm rãi thu hồi ánh mắt người này hắc thiên nhất tộc vị cường giả kia trong lòng hơi kinh hãi người này cư nhiên có thể tránh thoát cái này nhân quả chi lực ừm sau một khắc hắc thiên nhất tộc vị cường giả kia thình lình cứng đờ theo sau lộ ra vẻ cung kính đối dạ huyền cùng chu ấu vi cúi đầu biểu đạt vạn phần tôn kính một màn kia cổ minh nhất tộc cường giả tự nhiên cũng thấy hắn có chút ngoài ý muốn này hắc thiên không cảm thấy tự nghĩ là đại thánh cảnh đệ tam trọng từ trước đến nay tương đối cao ngạo cho dù hắc thiên ma cung bên kia truyền xuống mệnh lệnh để cho hắn chấn thủ nơi đây, y nguyên ra thật nhiều nhiễu loạn, nguồn gốc đều là hắc thiên không? Cảm thấy không muốn đối với hắn chư thiên vạn tộc biểu thị hoan nghênh cùng kính ý, mà xem như hợp tác hắn, cũng bởi vậy lọt vào cổ minh thần chiều bên kia phê bình, cho nên đối với hắc thiên không cảm thấy, hắn thật ở sâu trong nội tâm là rất không vừa lòng, chỉ là ngại vì người. Này thực lực mạnh hơn hắn, sở dĩ hắn cũng không dám có quá nhiều câu oán hận, ai bảo hắn chỉ là một cổ minh nhất tộc huyết mạch bình thường đại thánh cảnh nhất trọng đây hắn cả đời cũng chỉ có độ cao này cho nên dưới mắt thấy hắc thiên không cảm thấy biểu hiện được tôn kính như vậy hắn hết sức kinh ngạc bất quá cái này cũng vừa vặn để cho hắn không cần đi theo chịu chỉ trích nhớ tới ở đây cổ minh kỳ ăn cũng lộ ra tôn kính ý dạ huyền cùng chu ấu vi cùng nhau đi đến thần kiều trên hai người đi sóng vai thật có vấn đề dạ huyền chậm rãi mở miệng nhưng thanh âm lại chỉ tại chu ấu vi vang lên bên tai chu ấu vi nghe vậy chán nhẹ một chút vừa mới phu quân cùng hắc thiên không cảm thấy đối mặt lúc thật là một trận trong bóng tối đánh cuộc hắc thiên không cảm thấy cố gắng thao túng phu quân chỉ tiếc hắc thiên không cảm thấy không nghĩ tới phu quân mạnh mẽ như vậy một con mắt liền lật ngược thế cờ hắc thiên không cảm thấy cho thu phục đây cũng là vì sao hắc thiên không cảm thấy sẽ trở nên tôn kính như vậy nguyên nhân đáng tiếc cổ minh kỳ ăn cũng không biết còn đi theo đối hai người bọn họ như vậy tôn kính này hắc thiên cổ minh đại thế giới trên mặt nổi hiền lành để cho chư thiên vạn tộc tu sĩ đi hắc thiên cổ minh đại thế giới cảm thụ tu hành trên thực tế vấn đề rất lớn không phải không đến mức sẽ có loại chuyện này phát sinh dạ huyền híp híp mắt chậm rãi nói có lẽ trước những thứ kia tiến vào hắc thiên cổ minh đại thế giới người đều đã bị thao túng. Hiện nay Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới tại Chư Thiên Vạn Giới Phong. Bình rất tốt bởi vì đi trước Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới những cường giả kia. Sau khi rời đi cũng sẽ khen giới này, thậm chí tại những người này miệng trong. Đã siêu việt thiên vực, dù sao thiên vực trong còn có cảnh giới hạn chế. Cần thánh cảnh tu sĩ mới có thể phi thăng, bất quá những người này dường như quên một điểm. Có thể tới giới ngoại hư không? cảnh giới thấp nhất đều là đại hiền cảnh bực này cường giả đi nơi nào không được sở dĩ này trong chắc chắn ẩn chứa rất lớn mờ ám trừ cái đó ra cụ dạ huyền giải khai hắc thiên cổ minh đại thế giới trừ hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc ở ngoài dư chư thiên vạn tộc cũng sẽ lọt vào rất nghiêm trọng bài xích bao gồm năm đó dạ huyền bộ kia quái vật thân xác cũng lọt vào rất nghiêm trọng bài xích chẳng qua là khi đó dạ huyền quá cường đại thôi Hiện nay này Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới lại chủ động mở ra. Có thể để cho nhiều như vậy vạn tộc tu sĩ đi, này trong phát sinh biến hóa gì? Còn chưa biết được, với lại tin tức này là là thật, điểm này Dạ Huyền đã thông qua huyền cơ. Đường Cùng Hư không môn, đạo huyền môn nhiều lần xác định qua, hắn cũng muốn nhìn một chút. Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới đến phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh khổng lồ như vậy thay đổi, Hắc Thiên không cảm thấy cùng Cổ Minh Kỳ An nhìn theo? Dạ huyền cùng chu ấu vi đi xa, cũng không nghe được hai người đàm luận rất nhanh, cổ minh kỷ. An liền đứng lên, có một chút không nhịn được, lẩm bẩm Cũng không biết mệnh lệnh này lúc nào hủy bỏ. Mỗi ngày đối những con kiến hôi này bày ra tôn kính, đích thực có đủ ác tâm. Hắc thiên không cảm thấy chậm rãi thẳng người, nhìn cổ minh kỳ ăn một cái. Không nói gì, cổ minh kỳ an nhìn về phía hắc thiên không cảm thấy, buồn bực nói không cảm thấy huynh hôm nay ngươi làm sao đổi tính hát thiên không cảm thấy nhàn nhạt nói không hiểu liền câm miệng đây cấp trên mệnh lệnh một mực chấp hành là được đừng lầm đại kế cổ minh kỳ an tức khắc không nói gì lời này theo trong miệng ngươi nói ra ngươi còn muốn điểm mặt sao trước lần đó không phải là bởi vì ngươi biểu hiện được không nhịn được mà lọt vào phía trên chỉ trích làm sao lúc này giáo huấn khởi ta tới không hiểu hay cổ Minh Kỳ An trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng Hắc Thiên không cảm thấy mạnh hơn hắn. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, buộc lòng phải tiếp tục bảo vệ tốt cương vị mình. Chờ đợi vị kế tiếp khác thế giới lữ khách, chỉ bất quá thấy hắn thần kiều phía trên các đồng. Liêu Cổ Minh Kỳ An ngược lại phóng bình tâm thái, tất cả mọi người đồng dạng với lại. Đợi đến đại kế thành công lúc, đến lúc đó chính là này Chư Thiên Vạn Giới Hàng Tỷ chủng tộc. Tới ngưỡng mộ chúng ta cổ minh nhất tộc cùng Hắc Thiên nhất tộc. Hiện tại khó chịu, chỉ là tạm thời a. Chương 2152, vào bên trong. Dạ Huyền cùng Chu Ấu Vi hai vợ chồng đi lên thần kiều, trên đường quang cảnh cũng không tệ lắm, thần kiều phảng phất tinh hải trải. Thành, mộng ảo thêm mỹ lệ, trên thực tế đây là thật, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Là Hắc Thiên cổ minh đại thế giới cường giả lấy đại thủ đoạn đem tinh hải luyện chế thành thần kiều bố trí tại đây giới ngoại hư không thẳng đến hắc thiên cổ minh đại thế giới thần môn đi thông hắc thiên cổ minh đại thế giới tại thần kiều trên cũng có thể thấy bốn phía những đó trên thần kiều cũng có rất nhiều các giới cường tộc tu sĩ mặc dù lúc này đế lộ còn chưa kết thúc chư thiên vạn giới các tộc cường giả ánh mắt đều quán trú tại trên đế lộ nhưng hắc thiên đã phát sinh biến hóa vẫn là hấp dẫn rất nhiều cường tộc cổ xưa tồn tại, chỉ sợ bọn họ không đối hắc thiên cổ minh. Đại thế giới ôm hy vọng, nhưng trung quy khi nhìn đến khác các tộc cường giả vào trong. Chiếm được phản hồi đến xem, vẫn là không muốn rớt lại phía sau khác tộc. Sở dĩ cũng liền lục tục phái người đến đây, mà ở loại này không nhận thức được dưới. Liền đưa tới hiện tại càng ngày càng nhiều các tộc cường giả, đạp gần đến giờ nơi đây tiến vào hắc thiên cổ minh lớn trong thế giới đi quan sát thời gian chậm rãi trôi qua, hai. Người ngược lại đi không nhanh không chậm tựa như lão phu vợ già vào tuổi già. Tại đây mỹ lệ trong thế giới chậm rãi tản bộ. Nhìn người nọ thế gian tuyệt vời sự vật đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra, sau lưng. Hai vợ chồng luôn luôn đang không ngừng dò xét tình huống bốn phía. Cũng ở đây điều tra theo thần môn trong tản ra đi ra cổ khí tức kia, điều này cùng ta lần trước lúc tới sau hoàn toàn là hai thế giới chu ấu vi nhẹ nói chân mày cau lại vô cùng mịn màng xinh đẹp trên gò má tồn tại vẻ ngưng trọng ngày xưa nàng từng hàng lâm hắc thiên cổ minh đại thế giới lần kia hắc thiên cổ minh đại thế giới còn chưa mở ra mà nàng là cưỡng ép vào giới này đi tìm hắc thiên cổ minh nhưng lần này dễ nhận thấy có bất đồng rất lớn lại thêm trước phu quân tại khương gia đã phát sinh chuyện Điều này làm cho chu ấu vi không thể không lo nghĩ này hắc thiên cổ minh đại thế giới. Thật đã đầu nhập vào đấu thiên thần vực nếu như trước. Coi như hắc thiên cổ minh đại thế giới đầu nhập vào đấu thiên thần vực bên kia. Nàng cũng sẽ không quá để ý, dù sao khi đó hắc thiên cổ minh đại thế giới. Cùng chư thiên vạn giới là bài xích. Nhưng bây giờ bất đồng, hắc thiên cổ minh đại thế giới đang chậm rãi cùng chư thiên vạn giới. Tương dung, mà dưới tình huống như vậy nếu như hắc thiên cổ minh đại thế giới tiền chọn đầu nhập vào đấu thiên thần vực kia đối với chư thiên vạn giới là hủy diệt tính đả kích điểm này chủ ấu vi không chút nghi ngờ thật là hai thế giới dạ huyền khẽ vuốt cằm hắn ngược lại rất bình tĩnh dù sao lúc tới đã đem các loại kết quả đều tính một lần kết quả xấu nhất chính là gặp gỡ kim sắc thụ nhãn cùng với cửu sắc bóng người gặp gỡ những thứ này, dường như cũng không có gặp gỡ táng đế chi chủ tới kinh khủng, không có. Gì đáng lo lắng, nước đến đất chặn, hắn nhiều năm như vậy bầy bố cũng không phải là đùa giỡn. Hai người bước chậm đi tới thần kiều phần quấy, này tòa thần môn trong. Lộ ra cổ xưa khí tức, này tòa thần môn tự nhiên không phải đi thông hư thần giới. Mà là đi thông hắc thiên cổ minh đại thế giới, hai người đều là vào giờ khắc này đem khí tức hoàn toàn nội liễm, phóng xuất ra bọn họ giả trang yêu tộc khí tức. Đi qua thần môn, thần môn trong, tạo nên sóng gợn, hai người phẳng phất đi qua một tầng nước. Chảy bình chướng, chỉ có một chút bé nhỏ không đáng kể ngăn trở chi lực. Theo sau liền bị một cổ nhàn nhạt hấp lực. Dẫn dắt đi tới thần môn sau, chỉ một thoáng, trong tầm mắt hết thảy đều thay đổi, hỗn loạn giới. Ngoại hư không, khô bại sao băng cùng với tinh hải ngưng luyện thần kiều đều biến mất chiếm lấy là một mảnh xanh thẳm bầu trời, trong bầu trời có nguy nga núi mạch vắt. Ngang, như cổ long chiếm giữ. Núi mạch nối liền bầu trời, mà không phải là cắm rễ đại địa, này phi thường thần kỳ, mà ở bên. Trong dãy núi, còn có bằng bạc không gì sánh được thiên địa tinh khí phiên trào, cách được. Thật xa cũng có thể cảm thụ được trong lực lượng, trong. Xây cất một tòa lại một tòa lâu các đình đài quỳnh lâu ngọc vũ phía trên đặc biệt cổ minh nhất tộc cô gái trẻ tuổi yện lặng chờ đợi khi có người theo thần môn trong đi ra các nàng liền sẽ trước tiên phi thân tới thành thực thi lễ sau đó chủ động cho khách nhân dẫn đường giảng giải hắc thiên cổ minh đại thế giới đủ loại nếu là có khách nhân không hiểu các nàng còn có thể xuất gia tinh không bản đồ phía trên ghi chú toàn bộ cổ minh đại thế giới phân chia đương nhiên những thứ kia cũng là lớn dồn phân chia, dù sao dùng những thứ này cổ minh nhất tộc nữ tử lời. Nói, Hắc Thiên cổ minh đại thế giới rất lớn, lớn đến coi như là giới này người trong. Cũng không cách nào hoàn toàn giải khai, hơn nữa còn là cái loại này đỉnh cấp cường giả phụ. Trách tiếp đãi Dạ Huyền cùng Chu Ấu Vi vị kia cổ minh nhất tộc nữ tử. Cũng là nói như vậy, Dạ Huyền cùng Chu Ấu Vi đều không còn quả thật bất quá có ít thứ đến lúc. Đó có thể coi như tham khảo, tỉ như Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới chỉ có hai cái chủng tộc. Đó chính là Hắc Thiên nhất tộc cùng Cổ Minh nhất tộc mà ở này hai tộc trong thế lực mạnh nhất. Không ai bằng Hắc Thiên Ma Cung cùng Cổ Minh Thần Triều, đây Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới. Hai đại tuyệt thế bá chủ đặt ở tất cả người trên đỉnh đầu. Nhưng đối với những thứ này, bất kể là Dạ Huyền vẫn là Chu Ấu Vi. Thật đều ở đây rất sớm trước liền đã biết, nhận ra được sao, Dạ Huyền nhẹ giọng hỏi, chú ấu vi lắc đầu, cau mày nói, biến mất đồng dạng, dạ. Huyền cười cười nói, vậy xem ra chúng ta cần tại giới này đợi một trận, ngươi. Nhận ra được cái gì chưa, chú ấu vi đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Hình như có nhất đạo linh quang bên trong du động. Dạ huyền buông tay một cái, người lớn như vậy một cái tiên đế đều không còn nhận ra được. Ta khẳng định cũng không có nhận ra được chứ sao, chu ấu vi thấy dạ huyền trêu chọc bản thân, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Vung tay bỏ lại dạ huyền, đi nhanh đến phía trước. Cùng cổ minh nhất tộc nữ tử nói chuyện với nhau, dạ huyền rớt lại phía sau hai bước. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một luồng nhỏ như tơ nhện bất diệt huyền kính trong nháy mắt biến. Mất phẳng phất cùng toàn bộ đất trời hòa làm một thể, ấu vi, chờ ta một chút nha, dạ. Huyền bước nhanh đuổi theo, trong miệng còn kêu lên, ánh mắt của hắn cũng là đang không ngừng quét mắt vị kia cổ minh nhất tộc nữ tử, một cái phụ trách tiếp đãi bình thường cổ minh tộc nữ. Tử, bên trong tại sao lại có đấu thiên thần vực lực lượng bản nguyên, này có cái gì rất không? Đúng, thật tại trước tiên, chú ấu vi cùng dạ huyền đều nhận ra được nhưng bởi vì không có tìm. Được hắc thiên cổ minh khí tức. Sở dĩ hai người cũng không suy nghĩ trực tiếp đối cái này cổ minh nhất tộc nữ tử động thủ, dạ. Huyền rớt lại phía sau hai người nửa bước. Nghe hai người nói chuyện, sơ bộ phán đoán xuống tới, vị này cổ minh nhất tộc nữ tử. Huyết mạch cũng không tính thần kỳ, chỉ có thể coi là hạ đẳng thiên trong. Thực lực cũng không thế nào, chỉ là một vị thánh cảnh đệ tư cảnh thiên thánh chi cảnh, ở đây. Muốn nói một chút, chư thiên vạn tộc trừ nhân tộc ở ngoài, hắn toàn bộ chủng tộc. Đều rất coi trọng huyết mạch, huyết mạch cũng chia đẳng cấp tựa như quỷ tộc cũng tế phân là rất nhiều quỷ tộc, sau đó căn cứ những quỷ này tộc huyết mạch chi lực phân chia thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, cái gọi là ba bảy loại. Chính là như vậy tới, cổ minh nhất tộc cũng không ngoại lệ, còn như nói là cái gì không phải hắc Thiên nhất tộc người đến, này hắc thiên nhất tộc trưởng kỳ kỳ quái quái. Cặp mắt còn sấm nhân hoàng, mà hắc thiên nhất tộc cũng vui vẻ được như vậy, ngược lại cũng. Không muốn đi tiếp đãi, công tử, tiểu tỷ, dưỡng thiên cung đến, một đường nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, ba người đi tới đặc biệt phụ trách tiếp đãi. Vạn tộc cường giả dưỡng thiên cung, chương 2153, chờ đợi thời cơ. Dưỡng thiên cung, nơi đây chính là hắc thiên cổ minh đại thế giới đặc biệt kiến tạo cho hắn tới. Đây giới du ngoạn người, dưỡng thiên cung tọa lạc tại mảnh kéo dài vô tận sơn mạnh trên không? Tại đó, tồn tại mênh mông thiên địa linh khí tại phiên trào, mỗi một tòa độc lập trong cung. Điện đều có Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới đặc biệt trận pháp đại sư chế tạo đỉnh cấp tụ linh. Trận, cho dù đại hiền đại thánh cường giả vào trong, y nguyên có rất lớn có ích, đương nhiên, đại thánh cảnh trên tồn tại. Ở chỗ này cũng không có thể cảm nhận được lực lượng gì, dù sao đại thánh cảnh trên. Chỉ có chuẩn đế cùng đại đế mà loại cấp bậc tồn tại. Đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này, bọn họ cũng không nhỏ nhen xuất hiện ở nơi này, thật tới chỗ này người, nhiều nhất tối đa cũng chính là đại thánh cảnh. Với lại đều là đại thánh cảnh xuống tam trọng. Nhiều lấy đại thánh cảnh đệ nhất trọng bất diệt đại thánh làm chủ tiếp là đại hiền cảnh. Nhiều nhất cũng là đại tôn cùng trí tôn cảnh, những tu sĩ này. Thật là không có phương pháp xuất hiện ở ngoại giới hư không, bọn họ mặc dù có thể xuất hiện ở nơi này là bởi vì hắc thiên cổ minh đại thế giới cường già chủ động ở cách Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới gần nhất những thế giới kia chạy. Đồng thời cũng chủ động mang những tu sĩ kia đến đây, trên thực tế nhóm đầu tiên đi Hắc Thiên. Cổ Minh đại thế giới cường giả đều là như vậy qua đến, sau. Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới phong bình biến phải phi thường tốt. Càng ngày càng nhiều cường giả vào Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới, mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ cái gì mục đích nhưng không thể phủ nhận càng ngày càng nhiều người tại nhận thức này toa hoàn toàn mới đại thế giới, một tòa tại địa vực rộng rãi không thua gì thiên vực 33. Trọng thiên đại thế giới, như vậy thế giới, tại rất nhiều người nhìn lại. Tuyệt đối là có thể áp đảo thập giới trên, với lại chiếm cứ tâm người chỗ nói lần này đế lộ. Trên, liền có rất nhiều hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, chờ đế. Lộ lúc kết thúc, mọi người sẽ thấy được đến từ hắc thiên cổ minh đại thế giới kinh khủng. Lại này luận điệu cũng có người biểu thị cười nhạt, dù sao chư thiên vạn giới cùng thiên vực. Trong cường giả nhiều như vậy, còn có thể thật để cho một tòa mới nhô ra đại thế giới cho. Chiếm trước vận khí lớn, việc này tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói một chút về dạ. Huyền cùng Chu Ấu Vi, hai người ở đó vị cổ minh tộc cô nương dưới sự dẫn dắt. Đi tới dưỡng thiên cung trong nghỉ ngơi, vị kia cổ minh tộc cô nương vẫn còn nói chờ đến đến dưỡng thiên cung các tộc tu sĩ đạt đến một vạn người liền sẽ có đặc biệt cổ minh nhất tộc cùng hắc thiên nhất tộc cường giả dẫn dắt bọn họ đi giới này các nơi danh sơn thánh địa thuận tiện cảm thụ giới này phong thổ sau cùng sẽ đi đến một cái tu luyện thánh địa để cho các tộc tu sĩ cảm thụ được giới này tu luyện tính đặc thù cùng với đối các tộc tu sĩ đều áp dụng tu luyện thủ đoạn nghe được cái này thời điểm chú ấu vi cùng dạ huyền nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương hàm nghĩa, bọn họ trước tiên liền nghĩ đến một khối. Tòa kia cái gọi là tu luyện thánh địa. Phòng trừng chính là vấn đề chỗ ở, dù sao chỉ là đi dạo danh sơn thánh địa. Dễ nhận thấy không có có vấn đề gì, vấn đề lớn nhất chính là cái kia tu luyện thánh địa. Đại khái phải bao lâu thời gian mới bắt đầu, dạ. Huyền trực tiếp liền hỏi, cổ minh nhất tộc cô nương khẽ mỉm cười nói công tử bình tĩnh chớ nóng hiện tại đến đây ta giới đạo hữu rất nhiều chậm nhất là cũng liền minh thiên thời gian liền sẽ đi theo sau vị cô nương này lại cùng dạ huyền cùng chu ấu vi giải thích một phen, nguyên lai like là hôm nay đi trước những thứ kia các tộc tu sĩ đã xuất phát sở dĩ bọn họ chỉ có thể chờ đợi minh thiên theo sau cổ minh nhất tộc vị cô nương này lại cho dạ huyền cùng chu ấu vi giới thiệu không ít giới này các loại kỳ chân dị quả đều là đối với tu luyện hữu ích nhưng dạ huyền cùng chu ấu vi nhãn giới cao những thứ này tự nhiên đều là đã sớm biết sở dĩ ngược lại không có gì lưu ý tùy tiện mượn cớ đuổi ra vị cô nương này sau hai vợ chồng bắt đầu thương lượng trên người người này có đấu thiên thần vực lực lượng dạ huyền đi thẳng vào vấn đề nói ánh mắt bình tĩnh chu ấu vi khẽ vuốt cảm nói theo tới gần nàng trước tiên liền nhận ra được, nhưng nàng tu vi chỉ là thánh cảnh. Cảnh giới như thế, lấy ở đâu đấu thiên thần vực lực lượng, dạ. Huyền sờ cầm một cái, suy tư một phen sau nói. Ta thật gặp qua đấu thiên thần vực bên kia sinh linh tu vi không cao thì trạng thái. Trên người bọn họ tồn tại một tầng cực mỏng hiển mô đen. Sức mạnh kia tồn tại tương tự với vạn pháp bất xâm lực lượng mặc. Dù người này cũng có sức mạnh kia, nhưng phi thường bạc nhược. Cơ hồ có thể không cần tính, Chu Ấu Vi trầm ngâm chốc lát, ngước mắt nhìn Dạ Huyền. Nhẹ giọng nói, đi ra ngoài xem xét xung quanh dạ. Huyền nhếch miệng cười nói, khoe khoang vợ chuyện này ta thành thạo chu. Ấu Vi không khỏi liếc một cái, đức hạnh dạ. Huyền cười hắc hắc kéo Chu Ấu Vi đi ra tòa cung điện kia, bất quá hai người mới vừa đi ra này. Tòa Dưỡng Thiên cung, vị kia cổ minh nhất tộc cô nương chính là đi tới mang theo mỉm cười hướng hai người hạ thấp người nói công tử tiểu tỷ các ngươi có gì phân phó dạ huyền khoát tay nói không có chuyện gì chính ngươi nghỉ ngơi đi ta mang vợ ta xem xét xung quanh cô nương kia khẽ mỉm cười nói nô tỳ vừa vặn có thể mang công tử cùng tiểu tỷ trước xem xét xung quanh cho hai vị giới thiệu một chút một chút nơi đây dạ huyền lắc đầu nói không cần cô nương kia còn suy nghĩ nói cái gì đó chú ấu vi nhẹ nhàng cong ngón búng ra, nhất đạo huyền quang trong nháy mắt bao phủ cô nương kia. Theo sau, cô nương kia đối hai người hạ thấp người, tránh người ra. Không ngăn cản nữa, lời thừa cái gì, chu Ấu vi hừ nhẹ một tiếng nói, dạ huyền giơ ngón tay cái lên, không nói võ đức chu Ấu vi không thèm để ý. Hai người đi ra thuộc về bọn họ dưỡng thiên cung sau. Bắt đầu đi dạo lên, tòa sơn mạch này trên, xây dựng 10 vạn tòa dưỡng thiên cung đều là dùng đến tiếp đãi các tộc tu sĩ hai người suy nghĩ nhìn một chút những gia hỏa này đều là cái trạng thái gì đến lúc đó tốt đang đối kháng bọn họ muốn biết rõ ràng cái này đến từ đấu thiên thần vực lực lượng đầu nguồn nguyên bản hai người tính toán là tiến vào hắc thiên cổ minh đại thế giới trước tiên trực tiếp đi tìm hắc thiên cổ minh lại không ngờ người này phẳng phất biến mất ở hắc thiên cổ minh đại thế giới đồng dạng cho dù chu ấu vi đều cảm nhận không tới hắn tồn tại dưới tình huống như vậy chỉ có thể bọn họ một chút cha đáng giá cái từ này là hắc thiên nhất tộc nắm giữ nhân quả đại đạo hai người không có cách nào trực tiếp tới suy tính thiên cơ bằng không tại trước tiên cũng sẽ bị phát hiện đến lúc đó cũng không tốt lộng dù sau này tòa hắc thiên cổ minh đại thế giới không giống với khác thế giới may mắn nơi đây cũng có thiên đạo trấn áp hai người ngược lại không cần kiên kỵ cái gì mười vạn dưỡng thiên cung nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ đối với hai người mà nói chẳng mấy chốc liền đi dạo xong thành như vị kia cổ minh nhất tộc cô nương chỗ nói lúc này tại dưỡng thiên cung các tộc tu sĩ xác định chưa đủ vạn người hẳn là cần ngày mai mới có thể đạt đến một vạn người đến lúc đó liền có thể lên đường đi dạo xong sau Hai người chính là trở lại bản thân tòa kia Dưỡng Thiên cung trong, nằm ở trên giường. Hai người đều không nói gì, có tâm sự. Chương 2154 Tiên Sơn độ thiên quy. Nghĩ gì thế, Chu Ấu Vi nghiêng người sang, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Huyền gò má. Đưa tay tìm tòi một bà, Dạ Huyền theo bản năng cầm Chu Ấu Vi nhu nhược kia không có xương ngọc. Thủ, quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, vậy ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy, Chu ấu vi cười yếu ớt nói ta bây giờ muốn vấn đề chỉ có một đó chính là giải quyết đấu thiên thần vực dạ huyền cũng nghiêng người sang nhìn bên cạnh người nhà cười nói ta cũng thế ngủ đi chu ấu vi rất miễn cưỡng cười một chút rút về ngọc thủ chuyển thành năm thẳng chậm rãi nhắm mắt lại dạ huyền nhìn chu ấu vi gò má vẫn là như vậy đẹp đẽ chỉ là thấy thế nào đều có thể nhìn đến một chút giày đặc lo lắng nàng rất lo lắng rất lo lắng đấu thiên thần vực ngóc đầu trở lại nhất là hắc thiên cổ minh đại thế giới biến cố rõ ràng để cho nàng cảm thụ được gấp gáp dạ huyền làm sao không nhìn ra điểm này khi không có đi vào hắc thiên cổ minh đại thế giới thời điểm hắn thật cũng đã nhận ra được chỉ bất quá hắn không nói gì thôi dạ huyền tiến đến chu ấu vi trước người chu ấu vi đột nhiên mở mắt một đôi mắt đẹp cảnh giác đánh giá dạ huyền Người làm gì thế? Dạ huyền mắt nhìn xuống chu ấu vi, bình tĩnh nói, không làm gì nhỉ, chu Ấu vi đẩy một cái dạ huyền, kết quả không thôi động, nàng tức giận nói, đi ngủ a à, dạ. Huyền nói, ngủ không được, chu ấu vi tức giận nói, vậy đi chết đi, dạ. Huyền lắc đầu, nghiêm trang nói, phu thê liền phải cùng giường chung gối, chu Ấu vi khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt cảnh cáo, nơi này là hắc thiên cổ minh đại thế giới, dạ huyền thình lình lui về mặt vô tội nói ta chỉ nói cùng giường chung gối lại không nói cái gì khác ngươi muốn méo a à ta tiểu ấu vi chu ấu vi tức khắc mặt cười ửng đỏ dường như nghĩ đến hướng cái gì trải qua nàng chừng dạ huyền một cái lười nhác nói cho ngươi dạ huyền nằm lại bên cạnh hai tay gối đầu nhìn bầu trời nhẹ nói ngươi khôi phục thực lực được ra sao chu ấu vi ngược lại không nghĩ tới dạ huyền để tài chuyển nhanh như vậy sững sờ một lúc sau khẽ lắc đầu nói không có lạc quan nam đó ta tại trong trận chiến ấy vẫn đang ngó chừng thiên giới hải trấn áp mặc dù thế mà nay thiên giới hải phát sinh nhất định biến hóa nhưng muốn luyện hóa thiên giới hải còn cần rất dài rất dài thời gian dạ huyền nghe vậy ngược lại sững sờ hắn nhìn chu ấu vi có chút kinh ngạc nói người muốn luyện hóa thiên giới hải thiên giới hải này toa cấm địa, hoàn toàn không so đế vẫn giới. Cổ Thiên Đình những thứ này cấm địa yếu, thậm chí tới một mức độ nào đó càng đáng sợ hơn, bởi vì thiên giới hải bản thân liền không phải. Cổ Tiên giới cũng không phải chư thiên vạn giới cấm địa. Mà là đến từ Đấu Thiên Thần vực, năm đó Đấu Thiên Thần vực là cướp đoạt cổ tiên giới lực lượng. Bản nguyên rất muốn làm chính là trấn áp lúc đó để cho bọn họ cảm thấy nhức đầu nhất hồng dao tiên đế, sở dĩ bọn họ vận dụng thiên giới hải, muốn chấn áp hồng giao tiên đế. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới hồng giao tiên đế nhất định chính là quái vật. Trọi cứng lấy thiên giới hải chém liên tục mấy vị đấu thiên tri vương, sau cùng đại quyết chiến. Sau, cổ tiên giới băng diệt, thiên giới hải cũng bởi vậy phát sinh một ít cải biến, Chu ấu vi. Tại sau khi khôi phục trí nhớ trước tiên, chính là chạy về thiên giới hải bởi vì nàng biết muốn khôi phục thực lực chỉ có thể dựa vào thiên giới hải năm đó nàng sau khi ngã xuống một thân tu vi cơ hồ đều tán ở thiên giới hải chỉ có đem thiên giới hải cho luyện hóa mới có thể nhanh nhất khôi phục thực lực sau khi luyện hóa đối mặt đấu thiên thần vực cũng có thể nhiều một tầng phần thắng chỉ tiếc chu ấu vi cũng không nói nàng khe khẽ thở dài đáng tiếc thời gian chưa đủ đúng không dạ huyền đem chu ấu vi không hết lời nói ra chu ấu vi im lặng xác định như vậy thời gian chưa đủ thậm chí có thể nói thời gian quá ngắn người đừng quên còn có ta dạ huyền nhẹ nói chu ấu vi nhìn về phía dạ huyền cười cười không nói gì đây là ý gì dạ huyền thấy chu ấu vi phản ứng không khỏi liếc một cái tức giận nói ta nói thật ấu vi ngươi bây giờ hẳn là không phải đối thủ của ta chu ấu vi nói làm sao mà biết dạ Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chú ấu vi có loại dự cảm bất tường. Một, đêm nay, canh giữ ở này tòa dưỡng thiên cung bên ngoài cổ minh tộc cô nương. Mặt đỏ tía tai, mãi đến bình minh, nàng mới thở phào, nhìn dưỡng thiên cung bên trong. Nàng không khỏi cảm thán nói, đây chính là yêu tộc người trong sao. Quả nhiên sinh mãnh a à, dưới cái nhìn của nàng. Chú ấu vi cùng dạ huyền đều là yêu tộc người trong đây cũng là dạ huyền cùng chu ấu vi sử dụng thủ đoạn đương nhiên nhìn qua nói hai người hình dạng cũng không có quá nhiều biến hóa chỉ là không biết hai người chính là dạ huyền cùng chu ấu vi mà thôi mặt trời lên cao canh giữ ở bên ngoài cổ minh tộc cô nương thu đến một tin tức nàng vội vàng gión ra gión rén vào trong cung điện nhẹ giọng hô hoán dạ huyền cùng chu ấu vi thật lâu mới được đáp lại cổ minh tộc cô nương liền vội vàng nói có tiền bối truyền đến tin tức nói bây giờ có thể xuất phát đi thiên kiếm cốc. Được, dạ huyền trở về một chữ, một lát sau, dạ huyền mang theo chu ấu vi đi ra, bất quá hôm nay. chu ấu vi cũng là theo hắc bào biến trở về quần áo nguyệt sắc bào, mặc dù cũng không phải tu. Thân, nhưng y nguyên làm nổi bật được chu ấu vi phẳng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm một. Dạng, tự nhiên liền có một cổ suất trần tiên khí, hai người bên hông đều treo dưỡng kiếm hồ. Một là tuyết rơi, hai là thanh điểu đều là đương thời cao cấp nhất dưỡng kiếm hồ trừ cái người điên bản thân ẩn núp nhiều năm bảo bối ở ngoài là thuộc này hai mai dưỡng kiếm hồ chân quý nhất xuất phát dạ huyền phất tay nói cổ minh nhất tộc cô nương vội vàng dẫn đường hai người theo ở phía sau trong chốc lát thời gian bọn họ liền tới đến một tòa bàng bạc mênh mông tiên sơn phía trước không nhìn kỹ ngọn tiên sơn kia rõ ràng là một đầu bay ở không trung thần quy thần quy cùng ngọn tiên sơn Kia phảng phất hòa làm một thể, ngọn tiên sơn kia giống như là thần Quy Lưng con rùa, giờ này. Khắc này, lục tục có các tộc tu sĩ theo dưỡng Thiên Cung đi ra. Bước lên này tòa thần Quy Tiên Sơn, đây là chúng ta Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới độc hữu tiên sơn độ thiên quy. Một ngày có thể được một tòa tiểu thế giới, cổ Minh tộc cô nương chủ động giới thiệu hai vị leo lên tiên sơn độ thiên quy sau sẽ có đặc biệt ta tộc cường già tiếp đãi cùng các tộc đạo hữu cùng du lịch ta giới. Sau cùng đi đến tòa kia tu luyện thánh địa, nàng. Đặc biệt cho hai người một người một khối có khắc tiên sơn độ thiên quy tuyết ngọc lệnh bài. Theo sau nhìn theo hai người leo lên tiên sơn độ thiên quy, dạ huyền cùng chu ấu vi lẫn trong. Đám người, đi lên tiên sơn độ thiên quy, mà ở tiên sơn độ thiên quy trên. Tồn tại hai vị cường giả, một vị đến từ cổ minh nhất tộc một vị đến từ hắc thiên nhất tộc tất cả đều là đại thánh cảnh ngũ trọng cường giả trên người hai người khí tức đặc biệt kinh khủng như vực sâu một dạng ngục nhưng để cho dạ huyền cùng chu ấu vi càng chú ý là trên người hai người này tầng kia người khác nhìn không thấy dễ hiểu mô đen vậy không đúng là đấu thiên thần vực lực lượng sao chu ấu vi thần sắc biến phải ngưng trọng nàng hiện tại có chút hoài nghi toàn bộ hắc thiên cổ minh đại thế giới đều đã trở thành đấu thiên thần vực giới vực nếu thật sự là như thế, vậy chỉ sợ là hạo. Kiếp buông xuống, chương 2155, tranh chấp, ở đó vị hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc cường giả nhìn kỹ dưới. Dạ huyền cùng chu ấu vi lẫn trong đám người, leo lên tiên sơn độ thiên quy, chậm đã, nhưng... Vào lúc này, vị kia cổ minh nhất tộc cường giả chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu sẽ leo lên tiên sơn độ thiên quy các tộc tu. Sĩ đều là sững sờ, nhìn về phía cổ minh nhất tộc vị cường giả kia, có người vốn là suy nghĩ mở. Miệng quát mắng, nói đây là các ngươi Hắc Thiên cổ minh đại thế giới chủ động mở ra. Để cho hắn các giới cường giả đến đây quan sát, làm sao còn phải gây sự hay sao, nhưng khi bọn họ cảm thụ được vị này cổ minh nhất tộc khí tức, cường giả sau bọn họ liền đem những lời này nuốt xuống đại thánh cảnh ngũ trọng cường giả này ở thế giới nào đều là nhân vật vô địch đối mặt bực này cường giả khủng bố ai dám nói lung tung mọi người im lặng trong lúc vị kia cổ minh nhất tộc cường giả cùng hắc thiên nhất tộc cường giả ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua khi rơi vào dạ huyền cùng chu ấu vi trên thân lúc hơi có ngừng lại, dạ huyền cùng chu ấu vi hết thảy đều lộ ra một chút lo lắng không yên. Chi sắc theo sau hai người kia ánh mắt liền trong tương lai rời, trên thực tế hai người căn. Bản cũng không có thần sắc biến hóa. Nhưng bọn hắn đều vận dụng thủ đoạn người khác nhìn về phía bọn họ thời điểm. Bọn họ sẽ một cách tự nhiên toát ra tương ứng thái độ biến hóa là. Người tự cầm ra vẫn là bản tọa tới, lúc. Này, cổ minh nhất tộc vị kia đại thánh cảnh ngũ trọng cường giả lạnh lùng nhìn về một vị đến từ. Huyết tộc thanh niên, lạnh lùng nói, ánh mắt mọi người đều là quán chú tại vị này huyết tộc. Thanh niên trên thân, này huyết tộc thanh niên, quần áo tử bào lấy thân. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lúc này nghe được cổ minh nhất tộc cường giả quát hỏi. Hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, chậm rãi nói, lấy cái gì, người. Khác cũng đều là hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao hừ, cổ minh nhất tộc cường giả tức khắc hừ lạnh một tiếng, đại thủ xét giò. Trong nháy mắt trần áp vị này huyết tộc thanh niên trực tiếp hóa thành một bãi tinh huyết. Huyền phù tại không trung, huyết tộc thanh niên thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị. Đánh thành huyết vụ, nhưng hắn cũng không chết đi, nguyên thần hiện thân. Bộ mặt tức giận mà nhìn cổ minh nhất tộc cường giả, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Ta đại diện huyết thần đại thế giới đến đây. Người là muốn cùng ta huyết thần đại thế giới là địch phải không? Dư, người lúc này cũng là khí sắc trầm xuống. Lạnh lùng nhìn cổ minh tộc cường giả, có vị này huyết tộc thanh niên đồng bạn cũng là đứng ra. Chất vấn, chúng ta đáp ứng lời mời đến đây. Người Hắc Thiên cổ minh đại thế giới cũng là như vậy đón khách chi đạo. Hôm nay nếu như không có kiến giải, chúng ta chắc chắn không có chịu để yên. Vài vị người mở miệng, có vô thượng đại hiền cũng có chân mệnh đại hiền, thực lực bọn hắn tuy không có vị kia cổ minh nhất tộc cường giả, đáng sợ, nhưng bọn hắn sau lưng đại diện thế giới đều là đỉnh cấp đại thế giới. Tự nhiên không sợ, cổ minh nhất tộc cường giả thần tình lạnh lùng. Phảng phất không nghe thấy, đại thủ nhẹ nhàng một chiêu, hưu, sau một khắc theo huyết tộc. Thanh niên biến thành bãi kia tinh huyết trong, lao ra một khối hắc sắc viên kính, mà ở hắc sắc viên kính trong chính là lúc này tiên sơn độ thiên quy cảnh tượng là ảnh kính khi thấy màu đen kia viên kính sau. Không ít người đều là khẽ hô ra ảnh kính cùng ảnh thạch hiệu quả sấp xỉ, duy chỉ có bất đồng. Là ảnh kính có khả năng phản ứng liền đã phát sinh toàn bộ. Chiếu dọi đến hắn ảnh kính trong, chính là một loại điều tra tốt pháp bảo, cổ minh nhất tộc. Cường giả đem ảnh kính dơ cao, nhàn nhạt nói. Ta hắc thiên cổ minh đại thế giới tuy là nhiệt tình háo khách nhưng nếu là có người đùa giỡn nhỏ như vậy động tác muốn đánh cắp ta giới tu luyện cơ mật. Đó chính là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn đem hắc sắc viên kính thả ở trước mặt mình. Hướng về phía màu đen kia viên kính nói, mong rằng huyết tộc đạo hữu lý giải oanh. Kết cổ minh nhất tộc cường giả nói xong, đột nhiên nắm chặt. Trực tiếp đem màu đen kia viên kính niết thành phấn vụn, huyết tộc thanh niên nguyên thần mặt biến sắc được khó coi dị thường lên, ta đi chỗ nào cũng sẽ mang theo người ảnh kính. Ngươi lại nói ta tại đánh cắp ngươi giới cơ mật. Ta huyết thần đại thế giới mặc dù không phải thập giới. Nhưng giàu gì cũng là ba ngàn đại thế giới một trong, huyết tộc truyền thừa lâu đời. Ta còn cần ngươi giới phương pháp tu luyện bất. Quá lời nói này, rơi vào trong tai mọi người. Làm sao nghe đều giống như con vịt chết mạnh miệng, cổ minh nhất tộc cường giả căn bản không đề ý tới hắn giơ tay lên vung lên huyết tộc thanh niên trực tiếp hóa thành hư không phảng phất từ tới không xuất hiện qua đồng dạng liền một chút khí tức đều không thể lưu lại cùng huyết tộc thanh niên là đồng bạn mấy vị kia mắt thấy này cổ minh tộc cường giả như vậy ác liệt như vậy đều là sắc mặt tái nhợt không dám nói nữa nói người này vừa mới trực tiếp thông qua ảnh kính cùng huyết thần đại thế giới bên kia đối thoại sau đó bóp nát ảnh kính điều này nói rõ nhân ra căn bản không kiêng kỵ cái gọi là huyết thần đại thế giới như vậy bọn họ sau lưng cái gọi là núi dựa đối với liền thế cục xuất hiện không bất kỳ tính thực chất giúp đỡ như vậy dưới tình huống nếu vẫn tuyển chọn cứng rắn vậy cũng là quá ngu xuẩn ta không đi ta muốn trở về lúc này lại có như vậy thanh âm xuất hiện biểu thị bản thân không còn đi trước ngắm cảnh cũng sẽ không đi tự nghiệm thấy tòa kia tu luyện thánh địa hắc thiên nhất tộc vị cường giả kia. Một đôi quỷ dị con mắt chuyển hướng người này, foxy suy, một tiếng vang nhỏ. Người mở miệng mi tâm tràn ra một đóa hoa máu. Người này trong nháy mắt bị mất mạng, đồng thời ở trên người cũng huyền phù lên một khối ảnh. Kính, tại mọi người nhìn kỹ dưới, khối kia ảnh kính chậm rãi bị xóa đi, giết. Vừa mới tiểu tử kia, là cho mọi người lập cọc ngắm. Làm sao đều như vậy không hiểu chuyện đây, hắc thiên nhất tộc cường giả chậm rãi mở miệng thanh âm giống như u linh sấm nhân không gì sánh được đừng giết ta đầy ảnh kính lập tức liền có người không vững vàng tâm tính đem chính mình mang theo ảnh kính lấy ra trên nét mặt mang theo một chút sợ hãi trong đám người có không ít người đều là lộ ra vẻ bất an dễ nhận thấy mang theo ảnh kính người không phải số ít khi có người đem ảnh kính chủ động cầm đi ra lập tức liền có người thứ hai đuổi theo lục tục lại có mười mấy người mà ở những người này giao ra ảnh kính sau cổ minh nhất tộc cùng hắc thiên nhất tộc cường giả ngược lại không có nữa xuất thủ chỉ nói lần sau không được như vậy cũng có một ít người cảm giác mình giấu kín thủ đoạn cao thâm cho nên muốn muốn mượn gió bẻ măng kết quả vẫn bị điều tra ra trực tiếp bị đánh gục tại chỗ toàn bộ quá trình dạ huyền cùng chu ấu vi đều chính mắt thấy hai người cũng không chen tay vào nhưng theo chuyện này bọn họ càng thêm xác định vấn đề rất lớn không phải làm sao đến mức không khiến người ta mang ảnh kính xử lý xong sau cổ minh nhất tộc cường giả lộ ra hiền lành mỉm cười để cho người ta lục tục lên thuyền chỉ là hiện tại lại đi nhìn người này mỉm cười nhưng không ai cảm thấy hiền lành đều là giết người không chớp mắt ma đầu a à, theo mọi người leo lên tiên sơn độ thiên quy chính thức lên đường bắt đầu quan sát hắc thiên cổ minh đại thế giới, đi chạm thứ nhất. Chính là thiên kiếm cốc, hoa nửa ngày, mới đến thiên kiếm cốc, dạ. Huynh, chu cô nương, chúng ta đến, đây. Một vị ngũ hành kim tộc chân mệnh đại hiền, tên gọi kim mộc. Phòng của hắn liền dạ huyền bên cạnh. Sở dĩ trong lúc này cũng biết dạ huyền, lần này thấy đến xem. Kim mộc trước tiên liền hô hoán dạ huyền cùng chu ấu vi. mươi 2156, thiên kiếm cốc này kim mộc thực lực không tệ nhưng chẳng biết tại sao không có bước lên đế lộ mà là tới đây hắc thiên cổ minh đại thế giới với lại theo hắn cùng dạ huyền tiết lộ hắn không giống người khác như vậy do thế lực sau lưng an bài đến đây hắc thiên cổ minh đại thế giới hắn là bản thân du lịch mà tới đối với ảnh kính đưa tới tranh chấp hắn cũng làm ra lời bình nói chuyện này theo cơ bản đến nói là thật không lạ hắc thiên cổ minh đại thế giới dù sao đều có mỗi cái tư mật những thứ kia mang ảnh kính người thật có chỗ không ổn mặt khác hắn lại nói một câu nhưng hát thiên cổ minh đại thế giới người cũng không phúc hậu sớm cũng không nói với lại cha ra ảnh kính sau liền trực tiếp động thủ giết người cái này rất không tốt rất không giảng đạo lý hắn còn nói bản thân tuy là xuất từ ngũ hành đại thế giới kim tộc nhưng là rất ưa thích nhân tộc nho ra sách thánh hiền có lẽ đây cũng là dạ Huyền nguyện ý cùng hắn trò chuyện một trong những nguyên nhân đi tới nghe được Kim Mộc hô hoán, Dạ Huyền đẩy cửa phòng ra, cùng Chu ấu vi trước sau chân ra khỏi phòng chỉ thấy phía trước mây trắng đang không ngừng lùi về phía sau vân sâu chỗ mơ hồ thấy rõ từng cái giống như thần kiếm vậy sơn phong ngạo nghẽ mà đứng mà nhìn kỹ hai bên còn có càng núi cao mạch kéo dài tạo thành một cái sơn cốc mà những thứ kia từng cái giống như thần kiếm sơn phong liền ở vào bên trong tòa thung lũng này, chỗ ấy chính là thiên kiếm cốc, phía. Trước chính là thiên kiếm cốc, bản thân giới sinh ra tới nay liền đã tồn tại. Trong ẩn chứa một ngàn loại tự nhiên kiếm ý, chính là kiếm tu thánh địa vị. Kia cổ minh nhất tộc cường giả thanh âm, tại tiên sơn độ thiên quy phía trên từ từ vang lên. Rõ ràng rơi vào mỗi người trong tay, còn ở trong phòng bế quan không ra một ít các loại tu sĩ đều là đẩy cửa phòng ra nhìn phía trước tòa kia đại danh đỉnh đỉnh thiên kiếm cốc thật là một tòa tốt nhất tu luyện thánh địa kiếm ý giạt rào a kim mộc sa sa liền cảm nhận đến cái này bằng bạc kiếm ý không khỏi cảm thán nói dạ huyền nhìn tòa kia thiên kiếm cốc cũng là nhíu mày tại hắn trong trí nhớ thiên kiếm cốc thật là một tòa tông môn một tòa tồn tại ở hắc thiên cổ minh đại thế giới tông môn mở ra chế người chính là cổ minh nhất tộc một vị đại đế vị này đại đế là dạ huyền đệ tử ký danh năm đó tại khai sáng thiên kiếm cốc sau còn từng cùng hắn nói qua chuyện này để cho hắn không tới thiên kiếm cốc làm khách mà theo những thứ kia kiếm ý đến xem có nhiều người này lưu lại ấn ký nhất là leo lên ở đó từng cái giống như thần kiếm sơn phong phía trên hắc sắc giao long càng làm cho dạ huyền cảm thấy quen thuộc đó là cái tên kia rất vừa ý giao lòng kiếm ý ngụ ý hơi lớn giao đi sông thành long một kiếm đưa ra kiếm ý càng hồn nhiên thông thấu không đâu địch nổi hắn tại hắc thiên cổ minh đại thế giới chỗ thu đệ tử tại thành đế sau cũng sẽ trở lại này tòa thế giới sau đó khi dạ huyền đến tìm bọn hắn thời điểm bọn họ liền toàn bộ biến mất với lại cũng không nghe được bọn họ hạ lạc đây dạ huyền luôn luôn không điều tra rõ một cái bí ẩn lần nữa thấy này tòa thiên kiếm cốc dạ huyền khó tránh khỏi lại nghĩ tới cái này sự tình dạ huynh chu cô nương chúng ta đợi lát nữa khoảng cách gần nhìn một chút kim mộc nhìn về phía dạ huyền cùng chu ấu vi xin cầu hai người ý kiến chu ấu vi nhìn về phía dạ huyền dạ huyền khẽ vuốt cảm nói có thể kim mộc nhếch miệng cười nói được rồi cũng không lâu lắm tiên sơn độ thiên quy liền lái vào đến thiên kiếm cốc khu vực khoảng cách gần mới phát hiện này thiên kiếm cốc mỗi một tòa thần kiếm sơn phong đều vô cùng to lớn. Cũng như thiên trụ đứng vững tới gần sau. Mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách phía trên ẩn chứa giao long kiếm ý. Trực tiếp xuyên thấu tiên sơn độ thiên quy phía trên tầng kia vô hình cấm chế. Làm cho tiên sơn độ thiên quy phía trên các tộc tu sĩ chỉ cảm thấy da rẻ đau đớn. Như bị kim đâm, cảnh này đại hiền cảnh người có thể nhập nội quan ma, đỗ một canh giờ tên kia cổ minh nhất tộc cường giả lần nữa mở miệng nói quả nhiên trong chốc lát thời gian tiên sơn độ thiên quy liền dừng sát ở không trung nhưng tiên sơn độ thiên quy trên cũng không có thiếu đại tôn cảnh trí tôn cảnh bọn họ nghe được cổ minh nhất tộc cường giả nói sau đều có chút hứa bất đắc dĩ đại tôn cảnh trí tôn cảnh này tại tu luyện giới trong cũng là đỉnh cấp cường giả nhưng mà ở chỗ này hiển nhiên là hoàn toàn không đáng chú ý thậm chí muốn đi quan sát một tòa quang cảnh cũng không có tư cách thật đáng buồn đáng tiếc a à, đi thôi kim mộc thấy tiên sơn độ thiên quy dừng lại hắn lộ ra rất hưng phấn phỏng chừng này tiên sơn độ thiên quy trên cũng chỉ có hắn loại thứ này chân chính tới du lịch người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có mang mục đích bao gồm dạ huyền cùng chu ấu vi dạ huyền ba người bay xuống tiên sơn độ thiên quy mà ở một sát na kia bọn họ phảng phất bước vào một tòa vô tận kiếm vực trong. Vô biên mênh mông kiếm ý liên tục mãnh liệt tới. Để cho người ta tê cả ra đầu, một ít cái không chuẩn bị sẵn sàng đại hiền cảnh cường già. Cũng suýt nữa chúng chiêu, thật mạnh kiếm ý, kim. Mộc hồ nhỏ một tiếng, cặp kia con mắt màu vàng ống trong lóe ra vẻ kinh dị. Chú ấu vi thần sắc bình tĩnh, cũng không bị ảnh hưởng, dạ huyền cũng là nhíu mày, chú ấu vi nhận ra được nhà mình phu quân biến hóa, nhẹ giọng hỏi, làm sao, dạ. Huyền không có trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ lấy tiếp cận được gần nhất tòa kia thần kiếm sơn. Phong, phía trên tồn tại từng cái giữ tợn hắc sắc giao long tại chạy. Đôi khi còn quăng tới tàn bạo hung ác ánh mắt. Dường như muốn cắn người khác, nhưng những thứ này giao long. Thật đều là kiếm ý biến thành, hiện nay dường như đã sinh ra mỗi cái linh trí, hết sức kinh. Khủng. Nhưng dạ huyền chú ý điểm không ở nơi này chút hắc sắc giao long trên. Mà ở này tòa thiên kiếm cốc phía dưới, ánh mắt của hắn theo này tòa thần kiếm sơn phong liên. Tục xuống phía dưới rời đi, chỗ ấy. Dường như tồn tại một loại lực lượng quỷ dị đang sinh ra, mà cổ lực lượng kia. Chính là tới từ đấu thiên thần vực lực lượng bản nguyên, nơi đây. Đi thông đấu thiên thần vực, dạ huyền con mắt ngưng lại lóe ra vẻ tàn khốc, chú ấu vi thấy thế, cũng là nhận ra được có cái gì không đúng. Theo dạ huyền ánh mắt nhìn, đồng thời mở ra bản thân đạo nhãn. Dường như muốn xem thấu cả tòa thiên kiếm cốc, nhưng tại hạ mặt. Tồn tại một cổ rất dày ngăn cản Để cho nàng không cách nào dò xét đến trong tình hình, chú ấu vi thân hình khẽ động, nhưng mà. Lại không có hạ xuống đi, chú ấu vi nhìn đột nhiên kéo bản thân dạ huyền hơi nghi hoặc một chút dạ huyền lắc đầu nói trước xem tình huống một chút chu ấu vi buộc lòng phải ngừng thân hình mà cùng lúc đó tiên sơn độ thiên quy chỗ cao nhất tòa cung điện kia trên cổ minh nhất tộc cùng hắc thiên nhất tộc cường giả đều là chiếm giữ nơi này hai người ngồi xếp bằng tại trong hư không đem toàn bộ thu hết mắt hai tên kia nhận ra được cái gì cổ minh phi huyên ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói hắc thiên vũ thành nhìn chằm chằm dạ huyền cùng chu ấu vi chậm rãi nói nhận ra được thì như thế nào cổ lực lượng kia sẽ ăn mòn đến bên trong cơ thể của bọn họ để cho bọn họ trở thành ta giới nô bọc cổ minh phi huyên hí mắt nói vẫn là muốn quan tâm kỹ càng một chút tới nhiều người như vậy hai người này là đầu tiên có phản ứng hắc thiên vũ thành phát ra cười khằng khặc quái dị tiếng người nếu là thật lo lắng cũng có thể trực tiếp xuất thủ kích sát, nhưng lúc này dẫn tới người khác không vừa lòng. Và lại hai người bọn họ cùng nhau cái kia kim tộc tiểu tử, là viên hạt giống tốt. mươi 2157, chỗ mấu chốt. Hắc thiên vũ thành phát ra cười khằng khặc quái dị tiếng, người nếu là thật lo lắng. Cũng có thể trực tiếp xuất thủ kích sát, nhưng lúc này dẫn tới người khác không vừa lòng. Và lại hai người bọn họ cùng nhau cái kia kim tộc tiểu tử, là viên hạt giống tốt, nghe lời nói này cổ minh phi huyên trầm ngâm chốc lát nói xem trước một chút hai người này là tình huống gì nếu như tình hình không đúng lắm liền trực tiếp giết chết dù sao đại kế trọng yếu ra một ít nhiễu loạn dù sao cũng hơn đại loạn tốt hắc thiên vũ thành ngược lại không nói gì nữa xem như hắc thiên nhất tộc đại thánh cảnh ngũ trọng nghịch nguyên đại thánh hắn thực lực cường hãn không gì sánh được đồng thời cũng nắm giữ hắc thiên nhất tộc huyết mạch truyền thừa nhân quả chi đạo mặc dù không biết hai cái này yêu tộc tiểu tử vì sao có thể nhận ra được thiên kiếm cốc vấn đề nhưng hắn còn có thể nhìn ra hai người này đe dọa cũng không lớn dây dưa nhân quả cũng không lớn đây cũng là vì sao hắn không gấp xuất thủ duyên cớ mà cổ minh phi huyên tự nhiên cũng biết hát thiên vũ thành thực lực sở dĩ thấy hát thiên vũ thành không nói thêm gì nữa hắn cũng không nói thêm cái gì bất quá cũng không có hoàn toàn thả lòng cảnh giác luôn luôn đang chú ý dạ huyền cùng chu ấu vi dạ huynh chu cô nương này kiếm khí có thể trực tiếp thu nhận luyện hóa đúng lúc này cách nhau dạ huyền cùng chu ấu vi cách đó không xa kim mộc thình lình mở mắt con mắt màu vàng óng trong lóe ra vẻ khiếp sợ hắn vừa mới thử cảm ứng giao long kiếm khí lại không nghĩ rằng dĩ nhiên trực tiếp đem cổ lực lượng kia cho hấp thu hết với lại cái này kiếm khí lực lượng đang hút vào bên trong sau mang theo cho hắn tăng là tương đối khoa trương dạ huyền cùng chu ấu vi nguyên bản đăng quan sát thiên kiếm cốc phía dưới tình hình nghe được kim mộc lời nói này hai người nhìn nhau theo sau nhìn về phía kim mộc dạ huyền phi thân đi tới kim mộc bên cạnh nắm lên kim mộc tay phải làm sao dạ huynh kim mộc bị dạ huyền dọa cho giật mình bất quá từ đối với dạ huyền tín nhiệm kim mộc ngược lại không có né tránh mà là nghi ngờ nhìn dạ huyền dạ huyền không nói gì mà là thử lấy thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực qua vào kim mộc bên trong kim mộc tức khác cảm thụ được một cổ ấm áp cảm giác phi thường thoải mái trong chớp mắt thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực liền tại dạ huyền dưới sự thao túng tại kim mộc bên trong chạy một cái đại chu thiên theo sau lặng yên biến mất dạ huyền buông ra kim mộc ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng thì suy tư này giao lòng kiếm khí xác định có thể thu nhận xem bộ dáng là bị người động qua tay chân Kim Mộc Thu nhận đạo kia giao long kiếm khí cũng không khổng lồ, có thể mặc dù như thế. Trong y nguyên ẩn chứa yếu ớt đấu thiên thần vực lực lượng bản nguyên, cổ lực lượng kia. Dạ Huyền đích thực quá quen thuộc, chẳng biết tại sao. Dạ Huyền luôn cảm thấy có cái gì rất không đúng, sở dĩ hắn lợi dụng khi thái sơ hồng mông. Nguyên thủy đạo lực qua vào Kim Mộc bên trong chạy chu thiên. Trực tiếp đem sợi lực lượng bản nguyên cho Thu nhận luyện hóa có thể chính là bởi vì như vậy hắn mới cảm nhận được lực lượng này cổ lực lượng bản nguyên cùng trước hắn tiếp xúc lực lượng bản nguyên bất đồng duyên cớ lực lượng bản nguyên ngược thật là lực lượng bản nguyên nhưng rõ ràng cùng hắn ban đầu ở hoang giới gặp phải những đấu thiên thần vực đó sinh linh nắm giữ mô đen có chút bất đồng những đấu thiên thần vực đó sinh linh nắm giữ lực lượng bản nguyên đều là thông qua đấu thiên tri vương ban tặng cho dù cửu u minh phượng quỷ địa như vậy tồn tại cũng là như vậy mà không cùng đấu thiên chi vương sở ban tặng lực lượng bản nguyên bản thân cũng tồn tại sai biệt nhưng loại này sai biệt cùng hiện tại bất đồng hiện tại sai biệt phảng phất như là thượng hạ cấp nếu như nói trước cái loại này lực lượng bản nguyên tranh lệch là thủy cùng hỏa thuộc tính bất đồng nhưng đều thuộc về ngũ hành như vậy hiện tại là thuộc về đầu nguồn nước cùng nước đầu nguồn nước tự nhiên đấu thiên thần vực mà bị kim mộc thu nhận lại là nước đều thuộc về nước chỉ khi nào đầu nguồn nước đoạn đi như vậy nước tự nhiên sẽ khô cạn sẽ bị người bóp yết hầu trước tiếp xúc hắc thiên cổ minh nhất tộc người lúc sở dĩ không có nhận ra được điểm này đó là bởi vì dạ huyền không có trực tiếp dùng thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực đi trực tiếp tiếp xúc hiện nay trực tiếp tiếp xúc thoáng cái liền cảm thụ được dạ huynh đến tình huống gì kim Mộc bị Dạ Huyền làm có chút ngẩn ra, nhưng rõ ràng cũng nhìn ra Dạ Huyền thần sắc không đúng. Nhỏ giọng dò hỏi, "Này kiếm khí có vấn đề, có vấn đề nói, ta cũng không thu nhận dạ." Huyền nghe vậy, thu hồi tâm trạng, gật đầu nói, "Tạm thời đừng thu nhận. Trở về tiên sơn độ thiên quy lên đi Kim." Mộc gật đầu đáp ứng, nhưng theo sau lại bất động thanh sắc truyền âm cho Dạ Huyền, "Dạ huynh, tuy là ta không biết ngươi tới giới này có gì mục đích, nhưng xin thỉnh vạn phần cẩn thận." hai tên kia đã để mắt tới chúng ta dạ huyền không khỏi mỉm cười hắn nhìn về kim mộc kim mộc cho hắn nháy mắt dạ huyền bật cười nói biết ngươi trước trở về không thể không nói này kim mộc cảm nhận hết sức nhạy cảm dễ nhận thấy cũng nhận ra được không đúng kim mộc ngẩn người một chút cùng nhau thôi dạ huyền lắc đầu nói ta nhìn nhìn lại kim mộc trầm ngâm một chút nói vậy ngươi cẩn thận nói xong kim mộc liền chủ động về phòng của mình trên đường hắc thiên cổ minh đại thế giới hai vị cường giả đều là nhìn chằm chằm kim mộc ánh mắt có chút không tốt bọn họ tự nhiên cũng nghe đến hai người này nói chuyện ngược lại không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thật phát hiện vấn đề chỉ bất quá phát hiện thì như thế nào nơi đây kiếm khí cũng không phải là không thu nhận thì không ảnh hưởng lúc này trừ dạ huyền ba người ở ngoài hắn tất cả mọi người cảm thụ được cái này giao long kiếm khí lực lượng thậm chí tại tiên sơn độ thiên quy phía trên các tộc tu sĩ. Cũng đều cảm thụ được cổ lực lượng kia tăng phúc tiền chọn thu nhận sức mạnh kia ấu. Vi, dạ huyền trở lại chu ấu vi bên cạnh, chu ấu vi hỏi, phu quân phát hiện cái gì không, dạ. Huyền khẽ vuốt cảm nói, chính là chỗ này phía dưới vấn đề. Có đấu thiên thần vực lực lượng bản nguyên, nhưng có một ít thuộc về bất đồng, chu. Ấu vi nhìn leo lên tại thiên kiếm cốc phía trên từng cái giữ tận giao long kiếm khí nhẹ giọng nói không bằng để cho ta thu nhận này kiếm khí như thế nào dạ huyền suy tư chốc lát liền gật đầu đáp ứng được ta hộ pháp cho ngươi hắn tự nhiên cũng biết thu nhận nhưng hắn hấp thu lực lượng sẽ trực tiếp bị thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực cho luyện hóa xong cái loại này lực lượng bản nguyên phảng phất như là thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực chất dinh dưỡng sở dĩ hắn coi như thu nhận nữa thêm thật cũng không cách nào thăm dò đến trong tối nguyên nhân căn bản, nếu như do ấu vi tới nói. Ngược lại vấn đề không lớn, rất nhanh, chú ấu vi liền bắt đầu thu nhận lên giao long kiếm khí. Tới, mà ở tiên sơn độ thiên quy phía trên hắc thiên vũ thành cùng cổ minh phi huyên thấy một màn. Kia sau, đều là hiểu ý cười một tiếng, không ai có thể chống đỡ được loại lực lượng này mê. Hoặc tuy là hai người này vừa mới biểu hiện được để cho người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng đúng là vẫn còn thoát không được bị mê hoặc vận mệnh, trở lại tiên sơn độ thiên quy phía. Trên kim mộc thật luôn luôn đang chú ý Dạ Huyền cùng Chu Ấu Vi. Mắt thấy Chu Ấu Vi cũng ở đây thu nhận giao long kiếm khí, hắn không khỏi có chút lo nghĩ. Chương 2158, tuyệt hảo khí mãnh. Thiên kiếm cốc trong, các tộc tu sĩ đều đang hấp thu giao long kiếm khí từ vừa mới bắt đầu. Kinh hô liên tục đến hiện tại chuyên tâm thu nhận, Chu Ấu Vi cũng vào trong ầm, nhưng khi Chu Ấu Vi bắt đầu thu nhận thời điểm, toàn bộ thiên kiếm cốc trong giao long kiếm khí. Phảng phất thấy chủ nhân Hàng Lâm, tất cả đều khuất phục tôn kính, phát ra giao long ngâm. Hướng về phía Chu Ấu Vi cúi đầu, tất cả mọi người bị ảnh hưởng đến, bọn họ không thể không dán. Đoạn thu nhận mang theo tức giận cùng không hiểu, nhìn về phía Chu Ấu Vi, tiên sơn độ thiên quy phía trên tất cả người cũng đều là phát hiện cái tình huống này, ánh mắt mọi người đều là rơi vào chu ấu vi trên thân. Bao gồm Hắc Thiên Vũ Thành cùng Cổ Minh Phi Huyên, ô, hai. Người đều là phát ra một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin. Trong con người mang theo không dám tin tưởng, ngay sau đó hai người nhanh chóng liếc nhau. Đều là thấy vẻ vui mừng, tuyệt hảo khí mãnh, người này lại là tuyệt hảo khí mãnh, hai. Người đều là kinh, theo sau đều là cười rộ lên, bọn họ nhìn về phía chu ấu vi ánh mắt biến phải hiền lành lên, không ngờ nhanh như vậy thì có khả năng tìm được loại này tuyệt hảo. Khi mãnh, quả thực là trời cũng giúp ta, hai. Người lộ ra dị thường vui vẻ, giờ này khắc này. Chủ ấu vi trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm, điểm này. Dạ huyền ngược lại có chút dự liệu, ấu vi bản thân thiên phú liền nổi bật một cái kinh khủng. Lại thêm phía sau khôi phục hồng giao tiên đế ký ức. Vậy thì càng là vô địch, mặc dù ấu vi đã phi thường khắc chế nhưng đồ chơi này dù sao có hạn cuối tại. Chỉ có thể nói, ấu vi hạn cuối. Cũng so ở đây các tộc tu sĩ hạn mức cao nhất cao hơn rất nhiều, cho nên mới xuất hiện như vậy. Thái quá tình hình, cơ hồ thiên kiếm cốc toàn bộ giao long kiếm khí. Lúc này đều hướng chủ ấu vi mãnh liệt mà tới, mặc dù mỗi nhất đạo giao long kiếm khí trong. Đều không có quá nhiều lực lượng bản nguyên, có thể tích các thành tháp. Từng luồng lực lượng bản nguyên tăng lên cũng có cực khủng bố lực lượng, những thứ này lực lượng bản nguyên. Toàn bộ đều bị chu ấu vi cho thu nhận, tự liền những cảm ứng kia không tới lực lượng bản. Nguyên các tộc tu sĩ đều nhìn ra một ít ở chỗ nào không giống nhau. Này giao long kiếm khí trong ẩn chứa rất lực lượng cường đại, đáng. Chết kia ra hỏa cư nhiên một người liền chiếm trước chúng ta cơ duyên, bất. Quá là một cái nhỏ tiểu thiên địa đại hiền cảnh, dám như vậy cuồng vọng trong lúc nhất thời cùng kích phát bọn họ mặc dù không biết cổ lực lượng kia nguồn gốc nhưng lại có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia đối với bọn họ tăng lúc này thấy chu ấu vi một thân một mình đem những lực lượng kia cho thu nhận dĩ nhiên là sinh lòng khó chịu mắng trong một vị tại chân mệnh đại hiền cảnh thạch nhân tộc cường giả đứng tại trong hư không ngừng mắt nhìn chu ấu vi thân phía trên phát tán ra uy áp chúng sinh đáng sợ cảm giác áp bách thạch nhân tộc cũng là chư thiên cường tộc một trong. Toàn thân bọn họ trên dưới đều là đá tựa như trước mặt vị này chân mệnh đại hiền cảnh thạch. Nhân tộc toàn thân đều là hắc kim thạch lại thêm thân cao mười trượng. Nhất định chính là một cái cự nhân, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Dường như suy nghĩ ra tay với chu ấu vi, dạ huyền ngồi xếp bằng ở chu ấu vi bên cạnh. Thần sắc bình tĩnh, tiểu tử, ngươi cùng với nàng là cùng nhau đi thức thời nói để hắn dừng lại, đem mọi người cơ duyên trả lại mọi người, vị. Này thạch nhân tộc chân mệnh đại hiền trung quy không có trực tiếp xuất thủ. Mà là mở miệng quát mắng, vừa nói liền trực tiếp đem hắn cùng tất cả người khóa lại cùng một. Chỗ, hắn là đang vì tất cả người mưu cơ duyên, quả như thế, kèm theo vị này thạch nhân tộc chân. Mệnh đại hiền mở miệng, lập tức liền có người đuổi theo. Không sai, cơ duyên này chính là mọi người, dựa vào cái gì nàng một người liền hấp thu xong đem cơ duyên trả lại mọi người bằng không đừng trách chúng ta không khách khí từng cái đại hiền cảnh đại thánh cảnh cường giả đều là vây quanh ánh mắt bất thiện nhìn dạ huyền cùng chu ấu vi dạ huyền cũng không để ý tới những người này mà là nhìn chu ấu vi hắn đi quan sát ấu vi biến hóa thu nhận lực lượng bản nguyên ấu vi bên ngoài thân dường như cũng ở đây ngưng luyện một tầng mô đen nhưng không biết có phải hay không là cổ lực lượng này chưa đủ đưa tới tầng này mô đen lộ ra hết sức đơn bạc với lại đang không ngừng tan giả dường như không cách nào ngưng tụ tiểu tử ngươi có ý gì mà thấy dạ huyền dĩ nhiên chẳng quan tâm có tính cách không thật lớn có thể tức giận nộ mà chỉ trích dạ huyền thu hồi ánh mắt liếc một cái người nọ nhàn nhạt nói thiên hạ cơ duyên có duyên phận có đừng có cưỡng cầu những Lời này, thích hợp với bất kỳ địa phương nào, đương nhiên cũng không có ai sẽ coi ra gì, nhìn. Thấy cơ duyên, sao không đi cướp đoạt, sở dĩ có người xuất thủ, vừa ra tay cũng rất dứt khoát. Ý đồ muốn đem dạ huyền cho giết chết, trong thiên địa toàn bộ phép tác. Dường như vào giờ khắc này toàn bộ bị đảo lộn. Lực lượng kinh khủng muốn đem dạ huyền theo bên trong trực tiếp bắt đầu xé nát, ầm, có thể vừa. Lúc đó, dạ huyền không có xuất thủ tại tiên sơn độ thiên quy trên cổ minh phi huyên cũng là vung tay lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rũ xuống ở đó vị người xuất thủ trên thân chỉ trong nháy mắt người nọ trực tiếp nổ thành một đám mưa máu chỉ còn lại nhất đạo linh hồn trôi lơ lửng ở chỗ ấy mờ mịt trong mang theo hoảng sợ ý người khác cũng là bị sợ hãi đến không dám tin nhìn cổ minh phi huyên cổ minh phi huyên chậm rãi đứng dậy hai tay phụ sau lạnh lùng quan sát các tộc tu sĩ nhàn nhạt nói chư vị đều là ta giới bạn bè tự ý đối bạn bè xuất thủ tự nhiên phải phạt hôm nay hủy thân thể ngươi coi là một giáo huấn nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu nếu có người không phục có thể tự đem chuyện hôm nay thuật lại trở về các ngươi chỗ thế giới ta giới đến lúc đó sẽ có kiến giải cho các ngươi cổ minh phi huyên lời nói này nói đứng giữa nhìn như không có chút nào thiên vị ý thực tế lại là thiên vị không có biên, dạ huyền đứng ở không trung. Quét mắt một vòng cổ minh phi huyên một cái, khóe miệng hơi vảnh lên, như hắn sở liệu vậy. Này cổ minh phi huyên quả nhiên ngồi không yên, nói cách khác thu. Nhận càng nhiều lực lượng bản nguyên, càng có thể bị hắc thiên cổ minh đại thế giới coi trọng tại dạ huyền trong đầu. Đã xuất hiện một cái hợp lý đường bộ, chân tướng sẽ không quá xa, kèm theo cổ minh phi huyên xuất thủ, những kim này đối chủ ấu vi ra hòa. Đành phải thôi, nhưng là mắt không thấy tâm không phiền. Bọn họ tuyển chọn trở lại tiên sơn độ thiên quy trên, có thể sau khi trở về mới phát hiện. Còn phải chờ chu ấu vi hấp thu xong, tiên sơn độ thiên quy dường như mới có thể lên đường. Sở dĩ trong lòng bọn họ lại là khó chịu. Nhưng không thể làm gì, bất quá cũng có người có quyết tâm, ôm trong lòng khác mục đích. Muốn cùng dạ huyền lôi kéo làm quen trực tiếp bị dạ huyền ban thưởng chữ cút mặc dù những người đó rất tức giận nhưng nghĩ tới vừa mới người nọ bị đánh nát thân xác kết cục cũng liền không thể làm gì chỉ có thể thôi thời gian chậm rãi trôi qua cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành lực chú ý đều đặt ở chu ấu vi trên thân mang theo màu nhiệt huyết mà dạ huyền ánh mắt đã là lại lần nữa rơi xuống thiên kiếm cốc phía dưới ấu vi tuy là nhìn không thấy nhưng hắn vẫn có thể thấy ở đó phía dưới Thật có lấy một cổ lực lượng bản nguyên đang không ngừng hòa hợp, chỉ bất quá theo ấu vi thu. Nhận cổ lực lượng kia dễ nhận thấy cung ứng chưa đủ, mãi đến gián đoạn không? Phải đi thông đấu Thiên Thần vực địa phương. Đây chính là Hắc Thiên cổ minh đại thế giới chỗ mang theo lực lượng dạ. Huyền nhẹ giọng tự nói. Chương 2159, Kim Mộc Lai lịch. Không phải đi thông đấu Thiên Thần vực địa phương. Đây chính là Hắc Thiên cổ minh đại thế giới chỗ mang theo lực lượng dạ huyền nhẹ giọng tự nói đây cũng là cùng hắn trước một loại suy đoán chống lại vậy phải xem nhìn kế tiếp trong hành trình hay không nhận được nhiều hơn chứng thực thời gian chậm rãi trôi qua một khắc đồng hồ trôi qua thiên kiếm cốc giao long kiếm khí hoàn toàn biến mất toàn bộ lực lượng bản nguyên toàn bộ bị chu ấu vi cho thu nhận luyện hóa một màn kia cũng để cho cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành bộc phát mừng rỡ đây chính là bọn họ muốn thấy được tuyệt hảo khí mãnh không, thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn, so sánh với trước chọn chúng. Những thứ kia khí mãnh đến nói. Cái này yêu tộc tiểu cô nương lộ ra càng thêm nổi bật, sớm định ra là tiên sơn độ thiên quy ở. Đầy đỗ sau nửa canh giờ nữa lên đường. Nhưng hôm nay chu ấu vi sớm như vậy liền đem cổ lực lượng kia cho hấp thu xong. Tự nhiên không cần chờ đến nửa canh giờ, chu ấu vi đem cổ lực lượng kia thu nhận sau cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành ngược lại không có trước tiên đụng lên tới quá nhiệt. Tình ngược lại sẽ dẫn tới chu ấu vi cùng dạ huyền hoài nghi. Ngược lại kế tiếp lộ trình trong. Bọn họ chỉ cần lén lút trong bảo hộ tốt chu ấu vi là được như thế nào đây, dạ. Huyền ngược lại trước tiên mở miệng thăm dò chu ấu vi lông mi run dày. Chậm rãi mở hai mắt ra, linh động trong con người xinh đẹp nâng lên vẻ thất vọng cũng không phải là hoàn toàn là đấu thiên thần vực cổ lực lượng kia nhưng cực tương tự xem như hồng giao tiên đế chuyển thế chu ấu vi bằng trực tiếp phương thức tiếp xúc qua cái loại này cái gọi là lực lượng bản nguyên mặc dù lúc này cổ lực lượng này giống nhau y hệt nhưng chu ấu vi lại có thể tại thoáng cái phân biệt ra được trong bất đồng bất quá có thể khẳng định điểm này cổ lực lượng này cùng đấu thiên thần vực tồn tại không thể chia cắt quan hệ chu Ấu Vi nhẹ nói, dạ huyền khẽ vuốt cảm nói. Hắc thiên cổ minh đại thế giới người tại mượn loại lực lượng này tìm kiếm cái gọi là khí mãnh. Người đã bị bọn họ để mắt tới, chú Ấu Vi đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích khí mãnh. Dạ huyền đưa tay dắt chú Ấu Vi, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi tới một chỗ xem trước một chút. Chú Ấu Vi chán nhẹ một chút, hai người tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Trở lại tiên sơn độ thiên quy, mà nhìn thấy chú Ấu Vi trở lại cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành cũng không nói nhảm trực tiếp để cho tiên sơn độ thiên quy lên đường chạy tới xuống một chỗ chu cô nương thật lợi hại kim mộc tại trước tiên liền tiến lên phía trước nói vui dạ huyền nhìn kim mộc cười nói ngươi có thể hay không cảm thấy ta cho ngươi trở về là vứt bỏ cơ duyên dù sao trước kim mộc là cái thứ nhất bắt đầu thu nhận cổ lực lượng kia nhưng bị dạ huyền khuyên bảo sau liền trở lại tiên sơn độ thiên quy lên kim mộc lắc đầu nói Dạ huynh làm như vậy chắc chắn có người nói lý, ta tin tưởng dạ huynh." Dạ Huyền chậm rãi nói, xuất môn tại ngoại như vậy tín nhiệm một cái mới vừa quen biết người. Kim Mộc cười cười, chỉ chỉ bản thân ngực theo sau nữa chỉ chỉ cặp mắt mình. "Dụng tâm đối với người, dùng mắt thấy người, dạ." Huyền giơ ngón tay cái lên, ánh mắt rất tốt, Kim Mộc cười to nói, "Cũng vậy, dạ." Huyền cùng Kim Mộc nói chuyện phiếm một hồi, mà Chu Ấu Vi thì trước quay về phòng trong đi suy nghĩ cổ lực lượng kia thật ngươi rất không bình thường dạ huyền cùng kim mộc nói một câu như vậy kim mộc nháy mắt mấy cái mặt kinh ngạc nói dạ huynh ngươi cũng phát hiện ta cũng vẫn cảm thấy ta rất không bình thường dạ huyền cười lắc đầu nói cũng không phải là khen tặng cùng đùa giỡn kim mộc nhìn dạ huyền hơi nghi hoặc một chút mà nói dạ huynh không ngại cùng ta nói tỉ mỉ một phen dạ huyền con ngươi sâu thẳm khẽ nuốt chậm nôn mà nói ngươi là thiên địa thủy kim chư kim một con ngươi đột nhiên co rụt lại này kim mộc trầm mặc dạ huyền thu hồi ánh mắt cười nói đầu tiên mắt ta liền nhìn ra ngươi cặn kẽ vậy đại khái cũng là ngươi không muốn đi đế lộ nguyên nhân đi dù sao thiên địa thủy kim chính là cực kỳ hy hữu luyện khí thần tài nếu là có thể bị người nhận ra được tất nhiên sẽ đưa tới vô số người ngấp nghề kim mộc không tự chủ lui lại một bước cùng dạ huyền bảo trì một cái khoảng cách này thật là hắn không đi đế lộ nguyên nhân dù sao đế lộ mở ra lúc hắn đã qua là thiên địa đại hiền hoàn toàn có thể leo lên đế lộ nhưng bởi vì hắn một thân một mình không có bất kỳ núi dựa có thể nói vào đế lộ trong một khi bị người nhận ra được lai lịch ắt sẽ bị người đánh chết đến lúc đó hắn cũng không biết mình sẽ bị người dùng tới làm cái gì đại khái theo là sẽ bị người để mà luyện khí dạ huyền cũng không nhìn kim mộc mà là nhìn liên tục lùi lại phong cảnh chậm rãi nói thiên địa thủy kim cũng không phải là ta nói ngươi rất không bình thường nguyên nhân kim mộc cau mày dạ huyền quay đầu nhìn về phía kim mộc tiếp tục nói trên người ngươi có một cổ lực lượng một cổ rất lực lượng cường đại chỉ bất quá chính ngươi còn chưa phát hiện bất quá đại khái theo thiên đạo trấn áp triệt đề kết thúc lúc Cổ lực lượng này liền sẽ giác tỉnh, Kim Mộc càng thêm mờ mịt, gì đồ vật ta? Sẽ không là luân hồi giả chứ, Kim Mộc chỉ mình. Có chút ngạc nhiên nói, không phải hẳn là a, nếu như là luân hồi giả. Bình thường tại thánh cảnh bắt đầu, tự biết phát giác ra cơ bản tại bước vào đại hiền cảnh sau thì hoàn toàn nhận ra được. Hắn hôm nay đều đã bước vào chân mệnh đại hiền cảnh, chỉ thiếu chút nữa lại bước vào vô địch đại hiền cảnh, sao không phát hiện được, đúng, dạ huyền gật đầu nói kim mộc mặt cổ quái nói cách khác ta còn không phải bình thường luân hồi giả dạ huyền không trả lời kim mộc vấn đề này mà là hỏi ngược lại ngươi hồi tưởng một chút ngươi ban đầu tại sao lại đánh với ta chào hỏi chỉ là bởi vì chúng ta gian phòng sát nhau kim mộc như có điều suy nghĩ theo sau thần sắc hắn bộc phát cổ quái chẳng lẽ ta cùng với dạ huynh vốn là có liên hệ nào đó dạ huyền cười cười không nói gì mà là trở lại gian phòng dạ huynh kim mộc thấy dạ huyền ly khai không khỏi tức giận ngươi cái này không có ý nghĩa nói nói một nửa ăn cơm sẽ bị nghẹn chết chỉ tiếc dạ huyền cũng không để ý tới hắn kim mộc cũng hết cách rồi chỉ có thể trở lại phòng mình rơi vào trầm tư bản thân là ai chuyển thế nghe xong dạ huynh phân tích hắn dường như thật cùng dạ huynh tồn tại liên hệ nào đó hắn tỉ mỉ suy tính một phen trước cùng dạ huyền thứ nhất nói chuyện không hiểu tín nhiệm này thật là rất không đúng xuất môn tại ngoại nhất là trong tu luyện người không có khả năng có thổ lộ tình cảm nói đến không phải ắt sẽ ăn liền không còn sót cả xương chỉ là muốn rất lâu kim mộc cũng không có suy nghĩ ra vẫn phải là theo dạ huynh chỗ ấy nhận được đáp án thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy, lại đi tới một cái địa điểm kế tiếp, nơi đây tên là Thiên. Thủy chi nguyên, các loại dòng nước trên không trung xoay quanh, liên tục tuần hoàn. Tạo thành từng cái màn nước động thiên, đến nơi đây. Vẫn là ngừng nửa giờ, nhưng mọi người đi ra tiên sơn độ thiên quy sau. Lại phát hiện cơ duyên vẫn là bị chu ấu vi một người cho hấp thu hết, có người không thể nhẫn. Đi xuống, đi theo cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành cáo trạng có thể hai người lại tuyên bố thiên vị chu ấu vi, thế cho nên kế tiếp lộ trình trong. Cơ hồ chỉ có dạ huyền cùng chu ấu vi đi xuống tiên sơn độ thiên quy. Người khác đàng hoàng đứng ở tiên sơn độ thiên quy lên, chỉ có kim mộc thỉnh thoảng đi xuống đi. Một chút muốn làm biện pháp theo dạ huyền chỗ ấy phải đến đáp án, chỉ tiếc dạ huyền luôn luôn. Chưa nói, chớp mắt một cái, thời gian một tháng đi qua. mươi 2160, Thánh Địa thời gian một tháng đi qua, mọi người ngồi tiên sơn độ thiên quy. Đã là đi qua trên trăm cái cảnh điểm, mà ở những thứ này cảnh điểm cơ duyên. Đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào chu ấu vi trong túi, trong lòng mọi người oán hận đã là đi. Tới cực điểm, không chỉ một lần có người vụng trộm đi tới dạ huyền ngoài cửa phòng tìm cớ. Nhưng hoặc là bị dạ huyền cùng kim mộc cho thu thập hết. Hoặc là trực tiếp bị cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành cho hủy diệt thân xác làm chứng phạt mặc dù tiếng oán than dậy đất nhưng ở thực lực cường đại dưới những người này không thể không cúi đầu cho tới hôm nay cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành trước thời gian liền tiên cáo mọi người hôm nay sẽ đến sau cùng tòa kia tu luyện thánh địa để cho mọi người bình tĩnh chớ nóng bởi vì ở tòa này tu luyện thánh địa không tồn tại chu ấu vi một người cướp đoạt cơ duyên tình hình với lại tòa kia tu luyện thánh địa cơ duyên, so với trước trên trăm cái cảnh điểm cơ duyên cộng lại còn kinh người hơn, như. Vậy, tự nhiên không có ai bất mãn đi nữa, tất cả mọi người đang mong đợi tòa kia tu luyện. Thánh địa là dạng gì, theo thời gian đưa đẩy, tiên sơn độ thiên quy vượt qua ức vạn dặm đại địa. Bay qua từng cái thiên khung. Thấy nơi cuối cùng tòa kia phía trên tiếp trời xanh xuống tiếp xúc u minh đại lục. Khối đại lục này hết sức quỷ dị, phía trên là vô tận rực rỡ bao phủ mà phía dưới cũng là âm u địa ngục u minh thậm chí có thể thấy trong lúc này tồn tại vong hồn ác quỷ đang lảng vãng khi thấy chỗ ấy thời điểm không ít đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh đầy rất lớn thủ bút trong thiên địa toàn bộ phép tác tựa hồ cũng ở chỗ này quán chú xa xa liền có thể cảm thụ được trong ẩn chứa vô tận lực lượng nếu là ở này tu hành thậm chí so với tại thiên vực còn kinh người hơn đi không ngờ này hắc thiên cổ minh lớn trong thế giới, dĩ nhiên có như vậy kỳ địa, không ít đại năng đều là thán phục liên tục. Trong bọn họ rất nhiều người đều kiên trì đi tới ở đây. Đơn giản chính là muốn gặp này tòa kỳ địa thôi, hiện nay nhìn thấy. Quả nhiên không có thất vọng. Đây là ta giới thánh địa. Trong truyền thuyết ta giới cổ minh tộc cùng hắc thiên tộc chính là từ đó mà sinh ra. Nhưng ta giới người trong từ trước không cho phép tới gần nơi này tòa thánh địa trải qua đại tiền bối tìm kiếm rốt cục tìm được một cái phương pháp có thể cho trừ ta cổ minh tộc cùng hắc thiên tộc ở ngoài khác tộc cường giả vào trong không đến mức để cho trong cơ duyên phí phạm ta giới có ý định cùng chư thiên vạn giới các tộc cường giả là hữu chủ động mở ra ta giới thánh địa để bày tỏ tâm ý cổ minh phi huyên chậm rãi mở miệng thanh âm truyền tới tiên sơn độ thiên quy trong tai mỗi người chỉ là lời nói này cũng là để cho người ta khó tránh khỏi xuất hiện một ít hoài nghi, dù sao. Nếu quả thật là Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới sinh ra chi địa, làm sao có thể dễ dàng như vậy tự buông ra? Hơn nữa còn là đối chư thiên vạn giới khác chủng tộc. Chẳng lẽ Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới Hắc Thiên nhất tộc cùng Cổ Minh nhất tộc sẽ không sợ? Người khác từ trong tìm được đối phó này hai tộc phương pháp, có thể tới người ở đây. Đều là cảnh giới cao thâm hạng người tại linh trí phía trên đã siêu việt thế gian chín thành sinh linh bọn họ chỉ số thông minh tự nhiên không phải bình thường cao sở dĩ tại trước tiên liền có thể nhận ra được này trong lời nói dối đương nhiên phát hiện thuộc về phát hiện đương nhiên sẽ không có người ngu hồ hồ nói ra đó không phải là đang đánh hắc thiên cổ minh đại thế giới mặt sao làm như vậy trăm hại mà không một lợi ai sẽ làm sở dĩ không chỉ không có người vạch trần này lời nói dối ngược lại có không ít đại năng đối cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành chắp tay. Khen tặng hắc thiên nhất tộc cùng cổ minh nhất tộc rộng lượng, nói ngắn gọn. Thương nghiệp hỗ thổi, dạ huyền cùng chu ấu vi đương nhiên sẽ không tham dự vào loại này buồn. Tẻ trò hề bên trong, hai vợ chồng lực chú ý, luôn luôn rơi vào tòa thánh địa trên, trước. Không có cái này, cái gọi là thánh địa chu. Ấu vi không chút do dự nói, nàng tại dạ huyền đi đế lộ thời điểm liền tới qua Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới, hơn nữa còn cùng Hắc Thiên Cổ Minh tồn tại một trận đối thoại. Tại khi đó cũng không có này tòa cái gọi là thánh địa, này tòa thánh địa. Cũng căn bản không phải cái gì Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới sinh ra chi địa xác. Định không có, Dạ Huyền hơi khép con mắt, chậm rãi nói, năm đó hắn mấy lần xông vào Hắc Thiên Cổ Minh đại thế giới, cũng chưa từng thấy qua này tòa cái gọi là thánh địa, xem ra đúng như bọn họ suy nghĩ này tòa cái gọi là tu luyện thánh địa mới là vấn đề lớn nhất chỗ trong. Này, rất có thể có đấu thiên thần vực dư nghiệt chu. Ấu vi trên mặt đẹp nâng lên một túc sát ý, dạ huyền một tay để sau, thủ đoạn phía trước. Năm ngón tay hoạt động một phen, vừa cười vừa nói, như vậy vừa vặn. Ta chưa từng cùng ngươi cùng nhau kề vai giết qua những người đó, hôm nay thử xem, hai. Người thả người nhảy một cái, thẳng đến tòa kia thánh địa đi, còn như cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành dĩ nhiên là bị hai người cho coi nhẹ tại trong mắt người khác mạnh vô địch hai người này tại dạ huyền cùng chu ấu vi trong mắt bất quá là chính là gạch ngói vụn thôi căn bản không cần để vào mắt mà cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành thấy chu ấu vi cùng dạ huyền gấp gáp như vậy tuy là ngẩn người một chút cũng là chưa từng tiến hành ngăn trở thậm chí còn ra nhắc nhở hai người sau khi đi vào phải chú ý cái gì cũng không biết dạ huyền cùng chu ấu vi nghe không nghe lọt tai, mà người khác thấy thế, tuy có không thích. Nhưng cũng không có nói gì, lục tục vào tòa kia thánh địa, kim mộc dĩ nhiên là đi theo dạ. Huyền cùng chu ấu vi phía sau hai người. Hắn muốn đánh đâu còn không muốn nhận được đây, nhưng là có người không hề rời đi tiên sơn độ. Thiên quy, mà là tuyển chọn ở phía trên xem trường. Cổ minh phi huyên cùng hắc thiên vũ thành phát hiện sau, liền bắt đầu hảo ngôn khuyên bảo phát hiện không khuyên nổi, cho là liền cường thế xuất thủ. Đem những thứ này người ném vào tòa kia tu luyện trong thánh địa đều. Đi tới nơi này mà còn nghĩ ly khai đây, cổ. Minh Phi Huyên không khỏi cười nhạo một tiếng, Hắc Thiên Vũ thành ngược lại thần sắc bình tĩnh. Thế gian này không thiếu người thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại người cũng không ít bọn. Họ là cảm giác mình chỉ cần bảo trì bản thân, không đi theo chúng ta bày bố tới đi liền có thể tránh né cũng là quên này tòa thế giới quy tắc do chúng ta tới lập ra, bọn họ. Chỉ có tuân thủ phần, cổ minh phi huyên thâm dĩ vi nhiên. Hắn nhìn xa tòa kia tu luyện thánh địa, cảm thán nói, lần này có vị này tuyệt hảo khí mãnh. Đến lúc đó ta giới đại kế sẽ lần nữa bước một bước dài, trầm Ngâm chốc lát, cổ minh phi huyên ánh mắt dần dần sáng ngời. Cả người tản mát ra một loại không thể tập trung nhìn địa khí tức kinh khủng đợi thêm đến đế lộ kết thúc thiên đạo trấn áp mở lại chư thiên vạn giới cùng thiên vực đều muốn khuất phục tại ta giới phía dưới ta cổ minh nhất tộc cùng hắc thiên nhất tộc ắt sẽ trở thành vạn cổ tới nay kinh khủng nhất hai tộc hắc thiên vũ thành nghe thế lại nói cặp kia trắng bạch trong hai mắt cũng lộ ra một vẻ cuồng nhiệt đúng vậy đây mới là bọn họ hiện nay trở nên không ngừng phấn đấu nguyên nhân căn bản nhất không có gì là so với cái này loại vạn cổ đại kế càng có thể đề cho bọn họ cảm thấy kích động, nào ngờ bọn họ toàn bộ lời nói. Tất cả đều bị Dạ Huyền nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng những thứ đồ này, thường thường chỉ là tối mặt ngoài đồ đạc, đây cũng là vì sao Dạ Huyền cùng Chu Ấu Vi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn động hai người này nguyên nhân, đừng xem hai người này là đại thánh cảnh ngũ trọng cường đại tồn tại, trên thực tế cũng bất quá một khỏa nhỏ quân cờ thôi, sâu hơn tầng đồ đạc bọn họ nhìn không thấy.